tự nhiên càng đi là la vào đây. Thôi là cô cũng ngầm mãi rồi. Ủa nó đang có đang bá âm Diễm Trần bá âm nó vậy với em vô mà cũng không đi đúng không? Bộ đen của nó kìa em. Đi ra cái phỏ mất không có thời gian. Ui buộc Nguyễn Vi bo bả một bo bả bốn là có đây chùm nó mà luôn đi thì hủa cái đồ nó chưa hết hả chứ thì hủa rồi có cạc hay không để xỏ để hết biết hết mì hết má cái cũ mà cạc cái kia cái lỡ họ cạc họ cái xỏ rồi cái nó cong vô cái họ đùa lạ bỏ cái từ hấu rồi. Dạ chị Trân Thị ơi, mấy cái hàng đó Hải chưa có like đâu nha mấy chị nha. Rồi tương tác chia sẻ like dùm cho Hải với. Bắt đầu Hải sẽ like xả bớt cái hàng này nha mấy chị nha. Những cái hàng này là hàng của bên em mà khách mà kiểu như là đợt trước mà đơn Bình Dương bên em không có đi được á mấy chị. Xong rồi nhà em gom vô tới 3 đơn xong rồi em lên vô điện người ta cũng không đi. Bây giờ lâu quá rồi bên em cũng xả ra nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã tặng đi, em tặng cho mỗi chị mỗi đôi ha. Rồi lên liền cho em mã tặng dép giùm em, dép mang trong nhà nè. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Tặng kèm số điện thoại dùng cho Hải. Rồi chấm chấm bài tương tác dùng cho em nha mấy chị nha. Không mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em nha mấy chị nha. Bật like lên là thấy hãm rồi đó mấy chị. Rồi có mình dùng cho em mã tặng dép kèm số điện thoại dùng cho em ha. Em có 3 đôi này em tặng cho 3 chị luôn. Mày like tốn công sức mày kia mấy chị ơi, mất công đi sau rồi bây giờ đem ra xả lại mệt lắm mấy chị. Mà 2 cái luôn. Khó trời bồi lụa xong rồi thả mày kia tùm lum hết. Này mấy chị này. Rồi có mình dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại đi, em có thảm nữa nè. Thảm nha mấy chị nha. Rồi có mình dùng cho em mã tặng dép đi, rồi tặng thảm nha. Em tặng cho mỗi chị mỗi cái luôn nè. Rồi có mình vô nha mấy chị nha. Và thảm này sướng lắm mấy chị ơi. Và em hết hàng rồi nha mấy chị nha. Không còn hàng đâu. Dép thì như còn không. Dép cũng hết, thảm cũng hết nha mấy chị nha. Rồi có mình dùng cho em mã tặng dép, tặng thảm đi. Chị nào ưng cái gì không mình cái đó nha mấy chị nha. Cái này hãy bỏ chung vô đơn cho mình luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em cái này cũng không phải là bom mấy chị ơi, nhưng mà cái đơn này là nhà em không có đi được á mấy chị. Đem lên cái bưu điện nó đem đi đem về đem tới đem lui mấy chị ơi, mệt lắm luôn á. Bỏ xong. Bỏ bom luôn. Rồi có mình dùng cho em hãy dùng cho em. Rồi bà cô ghi ra tương tác là rồi chia sẻ like cho mấy chị nha. Hôm nay em xả rất là nhiều hàng luôn á. Chị nào ưng tặng mấy chị ơi, không mình tặng dép tặng thảm thôi. Trời ơi còn tặng dép rồi tặng thảm nữa, chia ra tặng cho mấy chị nha. Đó mới tặng dép và tặng thảm với em nha. Cái công ngồi gom rồi ngồi like rồi ngồi xả rồi ngồi gom đơn vô ngày này ngày kia mấy chị ơi, xong tới lúc đem ra xuống xả lại. Tặng dép cho chị Nguyễn Trâm 192 à. Mỗi. Rồi có mình dùng chai mã cho mấy chị nha. Có mình dùng chai mã đi mấy chị. Tặng có mình dùng cho em ha. Tặng dép rồi tặng thảm lên nghe đứa chị ơi. Rồi tương tác chia sẻ like lên nha mấy chị nha. Hôm nay em xả hết luôn. Tặng thảm chứ gì tròn người làm trăm nè. Rồi cái này là quần nha mấy chị nha. Quần này của Hải đang cầm là size cho mấy chị 50kg mang ok nè. Rồi lên liền cho em mã tặng quần dùng cho em. Chốt liền cho em mã tặng quần nha mấy chị nha. Quần này là size của Hải đang cầm là size này mấy chị, tầm khoảng 50kg mang ok. Cái quần này là quần hãng luôn đó mấy chị, quần hãng Fendi nè. Quần hãng Fendi nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã tặng quần. HD tròn. Rồi có mình dùng cho em mã tặng quần dùng cho em ha. Tặng quần dùng cho Hải nè.
Chẳng ghét cho hình nhỏ. Nè hãy có mấy con áo len đẹp lắm luôn nè mấy chị. Nó mới tặng quần với em nữa vậy. Rồi lên liền cho em mã áo dùng cho em nè, tặng luôn cho mấy chị luôn 19k. Em có hai con, lên liền cho em mã tặng. Tặng quần cho Nguyễn Thị Minh Ngọc nè. Rồi lên liền cho em mã tặng 19 nha, em có hai con em tặng cho hai chị nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em dục hàng mẫu hàng 346 45 của đằng trước em. Rồi lên liền cho em mã áo dùng cho em, tặng mấy chị con áo đó 20 bao nhiêu rồi? 19k nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã bộ dùng cho em nè, tặng luôn cho áo lên 19 đi chứ em mấy chị. Rồi lên liền lên 19 cho Cam La. Rồi em tặng cái bộ này luôn ha. Lên liền cho em 19 cho Hiền Nguyễn 396. Rồi lên liền cho em mã A1 này, tặng cho cả nhà con này luôn với giá là 39.000, A1 39.000. Lên liền cho em mã A1 39.000. Rồi em có hai bộ lụa mà em coi thử, cái này là bộ lụa mã A1 39.000 lên giúp em đi ạ. Này này là 139.000 nè mấy chị. A1 39.000 cho tươi trương. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha. Rồi em tặng cho mấy chị luôn, em có hai bộ nè mấy chị nè. Hai bộ nha mấy chị nha, hai bộ duy nhất nè. Em tặng luôn cho cả nhà luôn. Lên liền cho em mã A2 dùng cho em hai bộ nha. Xả luôn cho mấy chị cái bộ này 79.000. Lên liền cho em mã A2 79.000. Lên liền cho em mã A2 dùng cho em 79.000 dùng cho hả? A2 79.000 lên cho em ạ. Thôi mà A1 39 luôn bây giờ nha. A2 79.000 cho Thu Huyền. Rồi cái này em có hai con áo lông. Rồi 279.000 cho Ánh Nguyễn. Rồi em có hai con áo lông nè, em tặng luôn cho mấy chị 79.000 luôn. Lên liền cho em mã A3 79.000, hai con áo lông nha, hàng 149.000. 149.000 nha, em tặng cho mấy chị luôn với giá là 79.000. Lên liền cho em mã A3 79.000 liền cho. Lên liền cho em mã A3 79.000. Cái gì cũng có hết chị Kim Thanh nha, cái gì hãy áo lông mã A3 79.000 lên giúp em nha. Rồi hãy xả luôn cho mấy chị luôn ha. Chị nào áo lông mã A3 chị Cam La. Rồi cái này em có hai set. Áo lông mã A3 cho Thảo Phạm. Rồi cái này em xả luôn cho mấy chị luôn. A4 dùm cho em có hai bộ này mấy chị nè. Hai bộ nha, cái này là bộ nào cũng siêu phẩm hết. Chị nào ôm lấy luôn hai bộ may nha mấy chị nha. Cái này hãy xả cho mấy chị làm với giá là 69.000 luôn. Lên liền cho em mã A4 69.000, không bóc màu ha. Có 69.000, chị nào lấy luôn hai bộ mang đi, rất là rẻ luôn ha. Bình thường bộ này em like là 140 nè. 140 nha, hôm nay em sale nửa giá cho mình luôn. Lên liền cho em mã mấy? A4 dùm cho em ha, không bóc màu dùm cho em, thì ra bóc nào khỏi lên mai mấy chị nha, để mất công. A4 69.000 lên cho em cái gì ạ? Lên liền cho em mã A4 dùm cho em. A4 hai bộ 69.000 lên Bình Như. Rồi lên liền cho em mã này nha mấy chị nha. Con này em tặng mấy chị 59.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã này là mã A5 dùm cho em 59.000. Size của Hải đang cầm là size L nè mấy chị. Size L nè mấy chị nè. Size L nha mấy chị nha. 59.000 luôn mấy chị. Lên liền cho em mã này là mã A5 dùm cho em 59.000 dùm cho em. Chốt liền cho em mã A5 dùm cho Hải nha. 59.000 size L, em có được có 4 con thôi mấy chị. 4 con duy nhất thôi. Ngày nào mốt đi đẹp lắm luôn á mấy chị. A5 lên cho em 59.000, hết A4 rồi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã A5 dùng cho em ha, 59.000. Và em cũng nói thẳng luôn nha mấy chị nha. Em like như thế này, hàng của nhà em cũng là hàng sale. A5 Nhánh Nguyễn, A5 Phương Trần. Hàng sale nha mấy chị nha. Ví dụ như mình mua có 59.000 hay là những cái bộ mấy chị. Vì ví dụ như là nó bị xước hay là nó bị dơ một cái tiếp. A5 Nhánh Nguyễn. Thì mình giặt dùm cho Hải nha mấy chị nha. Chứ mấy chị mua mà mấy chị tôi từng đường kia mũi chị A5 cho Nguyễn Thùy. Thì mấy chị đừng có mua hàng nha mấy chị nha. Vậy thì mình đi ra shop mấy chị mình soi từng đường kia mũi chị nha. Chứ em không thể nào mà em bán cái bộ như thế này nữa mấy chị nè. Nha mấy chị nha. Bộ này bây giờ em tặng luôn cho em mấy chị. Em bán cho Nguyễn Thùy Minh Ngọc nha. Xả luôn mấy chị cái bộ này 109.000 luôn. Em có duy nhất được hai bộ nha mấy chị nha. Người ta cũng like cái tay như thế này đó mấy chị. Em mới chịu nha. Người ta bán 160-170.000. Chạy số lượng mấy ngàn cái. Không có sao mấy chị. Bán có mấy chục ngàn, bán rẻ quá. Xong mấy chị coi đường kim mũi chỉ thôi mấy chị. Từng đường kia mũi chỉ nha mấy chị nha. Coi cái đường chỉ mà nó xước một chút xíu này kia mấy chị cũng báo này kia thôi nha mấy chị nha. Đừng có chốt nha mấy chị nha. Làm khổ đôi bên mấy chị. Rồi lên liền cho em ạ. A5 em hết rồi. A6 dùng cho em có 3 bộ này mấy chị nè. 60 cái nữa làm em ok, xả mấy chị 109.000. Lên mã A6 cho em mấy chị. 109.000 dùng cho hả? Ôi chung váy này đẹp lắm mấy chị ơi. A6 109 lên giúp em đi ạ. Cho hậu Trần.
Rồi lên liền cho em mã cho Nguyễn Tuyết 7 dùng cho em tặng mấy chị 39.000 một con chân vái. Chị Nguyễn Tuyết ơi, đơn hàng vừa rồi em gửi về địa chỉ cũ cho mình luôn rồi chị nhá. A6 cho HD Trần. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã A7 nha cả nhà ơi, xả luôn cho mấy chị luôn ha. Lên liền cho em mã A7 xả mấy chị 39.000 một con chân vái xếp ly dùng cho em ha. Lộn chân váy tầng chứ lộn. Chân váy tầng nha, mua về mặc với lại áo hoodie này. A7 39.000 lên giúp em ạ. À. Lên liền cho em mã nha. Vẫn mới mã đèn số ngợi lên giúp em mấy chị ơi. A7 Trinh Nguyễn. Lên liền cho em mã đi mấy chị. Rồi em có áo xô nè. A7 lên giúp em 39.000 đi ạ. À. Vẫn mới mã đèn số ngợi lên giúp em chị Anh Vân ơi. A7 39.000 cho môn gia hông. A7 cho Cam La. Ui đẹp lắm. A6 hết rồi mấy chị ạ. Em tặng mấy chị 49.000 luôn. Lên liền cho em mã A8 49.000 áo xô này mấy chị. Đi rồi chị Nguyễn Tuyết ơi, đi hôm qua luôn hết rồi chị hả. A7 cho Nguyễn thì Minh Ngọc. Ví dụ như mấy con này mấy chị em bán 49.000, em nói thật luôn á, em thề mấy chị. A7 cho anh Vân. Cái này ở ngoài mấy chị phải đi mua trên 100.000 luôn á. Trên 100.000 cho mấy chị nha. Này, một con áo xô nè. Chị Anh Vân ơi, chị cứ lên số điện thoại giúp em đi chị hả. A7 cho chị Ni Phan. Lên liền cho em mặc A8 dùng cho em 49.000. Em nói cái này về mấy chị mặc xong mấy chị thanh lý ha, mấy chị bán thì mấy chị bán, mấy chị cũng có lãi hết trơn á, nhưng mấy chịu nha. Người lỗ là hải á, nhưng mấy chịu nha. Chứ cái này rất là đẹp luôn. Siêu siêu đẹp nha mà em. A8 cho đây là bao nhiêu hai con? 49.000 luôn. Lên mặc A8 cho em 49.000 ạ. Trời ơi, hãy thèm luôn con áo này, hãy đi nhập giá. A8 Nguyễn Đăng. Con áo này hãy đi mua. Hãy mua hãy mặc này mấy chị ơi, hãy mua trên Shopee đồ đó hãy order như là 180 Hoàng Minh Trần. Chị nào xem hãy là hãy biết hãy có hay mặc mấy con này nhưng mà hãy không bao giờ hãy mặc like nha. A8 Cam La. Hãy mặc like là mấy chị hay hỏi ấy, đi nè. A8 Nguyễn Lê Cẩn Ân. Rồi hãy tặng mấy chị 59.000. Em có màu xám với màu trắng khỏi bóc màu, hiệp màu gì cũng đẹp hết á. Rồi lên liền cây mà A9 dùng kem đi. Tặng mấy chị luôn 59.000. Con áo này đẹp lắm. A8 Nguyễn Lê đi. Mặc lên là nhức nách cho mấy chị nha. Em có y như vậy model hai màu luôn, màu trắng màu đen luôn á. Đây nè. Giờ em có hàng cơ bản, em có màu xám với lại em có màu trắng này. Em có xám trắng khỏi bóc màu hoa, chị nào ưng một chút. A9 không có màu là cho em mới trả cho VV 59.000. Mà A9 dùng cho em 59.000. Rồi em có được mấy con áo xô nè mấy chị. Đó, áo xô nha, áo xô bèo nè, dễ thương lắm, hàng ta bao. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã này là mã A10 dùng cho em đi mấy chị. A10 nha, tặng mấy chị con này nốt 69.000 luôn mấy chị. Lên liền cho em mã A10 69.000 áo xô dùng cho em. Áo xô của nó nút là nút bọc luôn nha mấy chị nha. Nút bọc luôn về tự gài dùng cho em với. Đây nè, nút bọc cho mình luôn nè. Nút bọc nha mấy chị nha. Con này của nó là cổ bèo như thế này. Chị nào mà thường mua áo tao bao của Hải cũng biết nha. Bình thường Hải like rất là cao luôn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em có được có 3 con nè. Ở chính là Nguyễn Thị Thương. Lên liền cho em mã dùng cho em ha. A10 dùng cho em với giá là 69.000 áo xô dùng cho em. Lên liền mã A10 lên cho em 69.000 đi ạ. Lên liền cho em mã A10 69.000 nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A11 dùng cho em một con yếm nè, 69.000 luôn, hàng to bao. Yếm này bán nhiều nha mấy chị nha, bán quá trời luôn. Chị nào mà đợt trước mà không có chốt kịp á thì lấy đi. A10 Thảo Ly Phan. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Con này chị nào bầu mang được luôn nè. Nguyên cái set yếm nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A11 dùng cho em, 69.000 set yếm kèm dây cho mình luôn. A11 Lam Phương. Rồi lên liền cho em mã A12 dùng cho em với giá là 30 chỗ hút 39.000. Lên liền cho em mã này là mã A12 dùng cho em 39.000 dùng cho em. Áo này mấy chị nào bán sốt quá mình về mình bán lên tim này, tim mình bán tặng cho khách cũng được nha mấy chịu nha. Cái này hãy nhập vô hàng tao bao là hàng hình như là hàng 70.000 á mấy chị, 70.000 nha mấy chịu nha. Yếm nó còn không anh, cái mã nào còn thì báo anh sốt đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đi dùng A11 cho Nguyễn Thị Minh Ngọc. Rồi lên liền cho em mã A12 dùng cho em đi, 39.000 dùng cho em. Yếm sâu chính thì Sơn Trương. Lên liền cho em mã A12 áo A12 Lam Phương. Đây cái này là em có con áo ren, áo khoác đó mấy chị. Áo khoác ren nha mấy chị nha. A12 cho Nhiên Nguyễn. Em bán tặng mấy chị con này 19k luôn. Con này là áo khoác nha mấy chị nha. Áo khoác dùng cho em, con này hàng to bao. Yếm số chính cho Ni Phan. Lên liền cho em A13 19k dùng cho em có mấy. A12 cho Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em A13 dùng cho em 19k dùng cho em. Này áo bông này mấy chị. Ôi
không? À 13 cho Nguyễn Lê Cận không? Không nha mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mà A14 dùng cho em 69.000. Ôi mất tiêu mấy chị ơi. Đây cái này là vest nha mấy chị nha, còn được trình bày áo phông thôi, áo phông hàng phong Mỹ á. Chị nào múc nha. A13 cho Út. Rồi lên liền cho em mã A14 69.000 áo phong Mỹ dùng cho em duy nhất được có mấy con đâu mấy chị ơi, chắc là ngay cái này mã này. A13 cho Nhi Nguyễn. Con này được một con áo phong nha mấy chị nha, hàng phong Mỹ dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A14. Rồi lên liền cho em mã A15 dùng cho em một con áo nhũ 69.000 dùng cho em. 45 Phương. Rồi lên liền cho em mã A15 dùng cho em 69.000, 15 69.000 dùng cho em ha. Phong này hiếm lắm luôn á mấy chế ơi. Phong Mỹ hàng studio nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em 15 Lam Phương. Rồi lên liền cho em mã A16 dùng cho em 69.000. Trước liền cho em mã A16 dùng cho em 69.000 dùng cho em. Cái dùng cho em mã A16 69.000 áo phong dùng cho em nè. A16 là cái áo phong màu 69.000 à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A16 dùng cho em 69.000. Phong studio ở dưới đây của nó là design Korea này mấy chị nha, mấy chị nha. Lên liền cho em A16 cho hàng Vinh Trần. A16 dùng cho hả? A16 Lê Hoàng Vinh Dương. A16 cho Nguyễn Hát Phê Thảo. Rồi em có mấy cái quần legging này mấy chị. Chị nào có con A16 cho Hà Juni. Chị nào mới có con mà tầm khoảng 40kg đổ lại mình mua cho con mang cũng được nha. A16 bé Phan 39.000. Lên liền cho em mà A17 39.000 quần legging cho mấy chị nha. Ở đây là quần legging dùng cho em, quần legging nha cả nhà ơi. Cái này chị còn nào có con mà tầm khoảng 30kg đổ lại á nha, mình mua cho con mà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em tặng mấy chị 39.000 luôn, mua về cho con mặc với lại áo len nè, áo hoodie nè nha mấy chị nha, cũng như là quần legging ôm á nha mấy chị. Hàng đẹp lắm luôn, hàng nè, hàng tao bao nè mấy chị nè. Đó, em xả luôn mấy chị 39.000 dùng cho hả? Lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã này là mã A17 dùng cho em 39.000, thật sự luôn nha, mua về cho con mặc cũng được mấy chị. Đây nè. Của 39 cho Hoàng Vinh Trần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho hả? A7 Phúc Huỳnh. Lên liền cho em mã A17 nha mấy chị nha, 39.000. Trời ơi, quá là rẻ luôn. Nếu là chị nào có con gái á, mua về cho con mặc, giống như là mặc quần tóc. A17 cho mấy chị Minh Ngọc. Rồi lên liền cho em mã này là mã A18 dùng cho em, xả mấy chị con này luôn, 49.000 một con áo thun nâu dùng cho em. Con này chắc khỏi phải bàn nha mấy chị nha, co giãn cho mình nè. Nó xịn hơn con áo giữ nhiệt bình thường, em bán cho mình 70.000 luôn á, xịn lắm luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A18 dùng cho em, xả luôn cho mấy chị con này 49.000 dùng cho em. Còn mấy con này vẽ mạng bán sốt bao hàng chuẩn nha mấy chị nha. Đây, nhìn dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã A18 dùng cho em đi mấy chị. Lên liền A18 49.000 cho tôi Trương. 49.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã A18 49.000 dùng cho hả? Chị là chị Nhung Trần, chị nào mua hàng em không nghe máy rồi mấy chị tọt với em 200 vào tài khoản rồi em trốn cho mấy chị hả? Này có mấy con áo phong A18 cho anh Nhiêu Hoàng. Rồi lên liền cho em mà A19. A18 cho Hoàng Vinh Trần. Rồi lên liền cho em mà A19 49.000 một con áo phong xanh trơn nè. Phong xanh trơn ha, những con này về mình mặc trơn cũng được hay là mình phối yếm cũng được luôn. Màu rất là đẹp luôn. Những cái hàng này em xả toàn hàng to bao rồi mấy chị. Em mới chịu nha. Cái lúc mà bán nó rẻ mấy chị, giờ xả nó cũng siêu siêu rẻ luôn, cho mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mà A19 dùng cho em 49.000 một con. A19 thì Thu Sương Nguyễn. Quá trời là đẹp luôn mấy chị. A19 cho Nam Phương. A19 cho Hoàng Vinh Trần. A19 cho Vân Lê. Rồi cái này lên liền cho em mã A20 dùng cho em ha. Lên liền cho em mã A20 một con áo mặc nhung nha mấy chịu nha. Xả luôn cho mấy chị 79.000. Lên liền cho em mà A20 dùng cho em 79.000 áo thun mặc nhung nha mấy chị nha. Thun mặc nhung dùng cho em nhấn mạnh nha mấy chị nha. Nó rất là xịn luôn. Và năm nay nó rất là hot cái dòng thun này nha mấy chị nha. Em ôm thử một lô mấy chị nha mấy chị nha. Rất là xịn luôn. Cái này mấy chị em còn số lượng mỗi mã chỉ có thôi nha mấy chị nha. Em lo cho mấy chị giá 79.000 á. Tới sang năm không có giá này cho mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A20 79.000 em còn 2 con thôi. Lên liền cho em mã A20 79.000. Em nói trước là khung mặt nhung đi rồi chị Phúc Huỳnh ơi, mới vừa đi hôm qua luôn chị ơi. Rồi lên liền cho em mã này là mã A21 dùng cho em nè, xả mấy chị 49.000.
lên liền cho em mà 21 dùng cho em 49.000 dùng cho em. Ở đây của nó là hoa cho mình nè. Con này là hàng thun Mỹ nha mấy chịu nha. Con này thun Mỹ cổ tim dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị. Em cột mấy cái hàng thun mặt ngâm này cột lại. Ai mua trời hồi nguyên. Rồi lên liền cho em mã 21 dùng cho em đi mấy chị. 49.000 hàng thun Mỹ dùng cho em. 21 cho Lam Phương. Lên liền cho em mã 21 cho Lê Ngọc Ánh Dương ba con. Trời ơi, con áo mà chế nào cũng mong đợi nè. Ở đâu nó tốt lại con nè mấy chị. 21 cho Hoàng Vinh Trần 79.000, cái liền cho em mà A22. 21 cho Hà Nguyễn. Thiên Di có đang xem không chị để cho mình. Giờ chị nào có thì mình chốt nha, phải không có để 21 cho Ánh Nguyễn. Tại vì phải bị nhiều khách rồi mấy chị ơi. Nha, cái lúc giận đó mấy chị. Giận để sau rồi, để cái sau rồi chị ơi, em không chốt mà sao để cho em mấy chị. 21 cho Vân Lê. Lên liền cho em mà 22, 79.000 dùm cho em. 21 em còn 2 con, giờ lấy cái này ra luôn mấy chị ha. Lên liền cho em mà 22, 79.000. 22, 79.000 cho chị Tươi Trương. Rồi lên liền cho em mà 23 dùm cho em nè mấy chị. Lên liền cho em mà 23 dùm cho em ha. 69.000 dùm cho em, có 2 con nè. Lên liền cho em mà 23, 69.000. 22 hết rồi mấy chị ơi. Lên liền cho em mà 23, 69.000 áo phông dùm cho em. 23 Lê Ngọc Ánh Dương. Đây cái này em có mỗi mã một con, màu xanh một con nè. Màu xám một con nè. 23 cho Hoàng Minh Trần. Màu hồng chữ một con nè. Màu áo sugar một con nè. Mỗi thứ có một con nè, bạn nào ôm ghi ôm dùm cho em ha. Có 4 con. Mà 4 con này là toàn chữ không nha, rất là dễ bán luôn. Lên liền cho em mã ôm dùm cho em 4 con duy nhất. Chị nào ôm đi, chị ôm dùm cho em ha, 69.000. Rồi hôm nay em tặng mấy chị cái bộ này luôn nha. Với giá là 59.000. Ôm cho chị Lam Phương. Tặng mấy chị con này luôn ha. Rồi lên liền cho em tặng 59.000. Lên liền cho em mã tặng 59.000. Bi dùm cho em. Lên liền cho em mã bi 59.000. Phôm này cho mấy chị nào mà 58 cái đũa lạnh em ok nha. Lên liền cho em mã bi xả luôn 59.000. Hôm nay em like nhanh cho mấy chị nha. Bi 59.000 lên giúp em ạ. Một bi 59.000 cho Lê Ngọc Ánh Dương. Bi 59.000 cho Nguyễn Thị Bích Ngọc. Chị Diệu Anh Đoán, chị Lam Phương ơi cọc lại đi chị. Cọc lại nha chị nha, sừa hết thì cọc lại. Bi 59 cho Cam La. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Bi 59 cho Đỗ Quen. Ở cái áo này cái nào lấy đi dễ hơn lắm luôn á, Doraemon. Em có hết cả màu bây giờ. Màu nâu và màu xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã A hai mấy. Rồi lên liền cho em mã này là mã A25 nè mấy chị. Em có màu xanh, màu nâu và màu trắng dễ thương lắm luôn á. 49.000 cổ này. Cổ tiên dưới này nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A25 kèm đi. Rồi chị Hương Nguyễn á. Bi trắng, bi nâu và bi xanh. À quên lộn. Trắng, nâu và xanh dùng cho em. Chị Nguyễn thì Minh Ngọc ơi, chọn thêm thì cọc cho em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp á chị ạ. Đơn này em luôn cho mấy chị đến thứ 5 nha. Lên liền cho em mã dùng cho em ha. Trắng, nâu và xanh dùng cho em. Mỗi 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 nó có một con thôi mấy chị. Đây là mình đây. Ok chị nha. 49.000. Đủ màu cho Lam Phương. Chị ơi, bữa nay đi tìm mà bữa nay đi tìm mấy cái này. 25 trắng cho Vũ Trần. Bữa nay đi tìm quần sọt lên để like để dành bán đầu năm mấy chị mà không có luôn ấy. Em có size cho mình nè. Em có SML nha, lên đủ size nè mấy chị. SML lên liền cho em tặng mấy chị con quần này à. Tặng mấy chị 59.000 nha. 59.000 có đúng duy nhất được 1 ri. 1 ri với lại 1 S 1 L nha. Lên liền cho em mà A26. A26 kèm SML đi. Em tặng mấy chị 59.000. 59.000 một con quần này nha mấy chị nha. Chào lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Đi liền cho em mã A26 kèm size SML. SML nha, đẹp lắm mấy chị. Quần mã 26 kèm size SML luôn giúp em ạ. Lên liền cho em mã 26 kèm size SML dùng cho em. 26CS cho Nguyễn Lê Cẩn Ân. Rồi lên liền cho em mã A27 dùng cho em. 26CL cho Trân Trân. Rồi lên liền cho em mã A27. Hôm nay em bán tặng mấy chị con đầm này 79.000. Mấy chị múc ngay và liền luôn ha. Múc liền cho mấy chị em nói là nó đẹp túc sắc luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Rồi ghi liền cho em mã 26CM Phước Ngân. A27 dùng cho em. 26CL cho anh Vô Hàng. 79.000 một con đầm hoa. Quần 26 em đi còn một con xé thôi. Người ta bao. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em.
A27 dùm cho em, 79 nghìn. Ai 6 xe cho chị Hà Lê 515. Chị nào có đơn em chọn đủ đơn trên 100 ngàn để thứ năm em đi đơn luôn có chị ạ. Lên liền cho em 27 dùng cho em 79 ngàn. Rồi lên liền cho em 28 dùng cho em 49 ngàn. 27 79 ngàn cho chị Trần Hồi Nguyên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, đầm có hỏi đang cầm là ML mấy chị. 27 79 ngàn cho Hà Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A28 dùng cho em 49 ngàn. Một con áo thun, một con áo thun nha, hàng đẹp lắm luôn, hàng không mỹ này, mà cái cổ này ai vậy chứ Trần Hồi Nguyên có rồi ạ. Cổ tim nhưng mà nó là tim vừa mấy chị, nó không quá sâu cho mình. 27 cam la. Cái này có con màu trắng em cho chị chị Hoàng Minh Trần luôn ha. Có con màu trắng em cho chị luôn ha, màu trắng cổ tim luôn cho chị Hoàng Minh Trần. Rồi em có thương vái nè, áo rinh nè, đợi em một chút. Trời ơi, người có bao nhiêu đi? 4, cái này 49 ngàn. Rồi con, cái con, cái con. Rồi cái này thôi, dám đi lên ngọc ở dương ba con. Tỏ với chị 119 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng kem A29 nè. Lên liền cho em mã A29, 119. Áo khoác kinh dùng cho em. Ai vậy hôm nay 79 ngàn như mũ tròn. Khoác lên dùng cho em ha. Lên liền cho em mặt A29 119 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mặt A29 119 ngàn. Một con áo khoác rinh theo cho mình luôn nè. Đây nha mấy chị nha, cái này bây giờ mình mua thì được rẻ mấy chị, rẻ lắm luôn. Chị nào bán shop này kia mấy chị lấy về có thể sang năm mình bán luôn. Mấy khoác rinh này nó rất là chạy luôn mấy chị. Tại vì không phải đầy quá nên là hải xả cho mình á, chứ hải xả này cũng tiếc lắm luôn á. Cái này nhập vô cao lắm, 300 mấy ngàn một cái là mấy chị nha, mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, ai mấy 29 lên như 119 ngàn ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em 119 ngàn, áo khoác linh hàng tao bao mấy chị. Hàng tao bao nha mấy chịu nha, xịn lắm. Lên liền cho em mã đi mấy chị, A29 dùng cho em 119 ngàn. Rồi lên liền cho em mã A30 dùng cho em nè. Cái này là đọc một phát là mấy chị phải chốt ngay và liền nè. Hôm nay tặng mấy chị cái set này là 99 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. A30 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã A30, 99 ngàn. Một con váy, kèm cho mình một con áo khoác nữa. Con này mấy chị nào mà SML đều mang vừa hết nha. Dây mình mặc tới đâu mình cọc dây lên tới đó. Em nóng vừa xem vừa chấm tương tác vừa chia sẻ la lên với em đi mấy chị ơi. Dùng cho em đẹp lắm luôn nha mấy chị. Đó, 99 ngàn kèm cho mình một con áo vest nữa nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chị Hà Lê ơi, chị cọc với em 200 vào tài khoản rồi em chốt chị nha. Chị nào xả hàng với em rồi mấy chị cọc với em đi ạ. Rồi lên liền cho em 99 ngàn cho Hồi Dung. Lên liền cho em mã A30 dùng cho em nha mấy chịu nha, hãy nhận được 2 triệu nha chị nha. A30 lên với em 99 ngàn ạ. Chị Dung Nguyễn 2 bộ 2 xét. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nha mấy chịu nha. A30 cho Nguyễn Thị Phí Duyên. À mấy chị nhìn cái chân vái này. Thôi là A30 ạ. Rồi lên liền cho em mã A31 dùng cho em. Tặng mấy chị con chân vái này 59 ngàn nha. Lên liền cho em mã A31, 59 ngàn, size M. Size M nha. Không, chị Hà Lê ơi, cọc rồi em mới chốt tiếp được chị ạ. Siêu siêu đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã 31 dùm cho em. Lên liền cho em mã A31 dùm cho Hải. Tặng với chị con xương vái này 59 ngàn. Size của Hải đang cầm là size M. Đang rất là cần xương vái mà Hải bán với chị 59 ngàn. Xương vái đẹp lắm. Con xương vái này cố đồ rất là đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A30 em hết mấy chị ạ. A31 chân vái size M hàng cao bao nhiêu mấy triệu nha. 59 ngàn dùm cho Hải. Giờ lấy một chút liền cho em A31 59 ngàn. A31 lên cho em 59 ngàn ạ. Cho Ngọc Thắng. Lên liền cho em A31 59 ngàn chân vái dùm cho em. Rồi lên liền cho em A32. Rồi lên liền cho em A31 59 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em A32 dùm cho em một con áo. Em xả mấy chị con này 69 ngàn. Con này là hàng thun Mỹ nha, mặc được quanh năm luôn. Mặc được quanh năm nha mấy chị nha, chắc không có quá dài nha mấy chị. Lên liền cho em mà A32 dùng cho em. Ốt cho Hà Nguyễn. Rồi lên liền cho em mà A32 dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. Chốt liền cho em mà A32. Không có gì trong ra.
A32 dùng cho em 69.000 một con áo hàng ta bao này mấy chị, không mấy chị yêu nha. Thật sự luôn mấy chị, năm nay không biết bán cái gì mấy chị, nên là có bao nhiêu hàng trong kho là em sale hết cho mấy chị yêu nha. Chứ rất là khó luôn mấy chị, bán cao cũng được mà bán rẻ thì lỗ mấy chị. Như em 69.000 đi ạ. Mà hàng đẹp mà cao, hàng đẹp thì tất nhiên nó phải cao rồi mấy chị, nhưng mà mấy chị lại không có chốt. Ví dụ như cái chân váy lúc nãy có 59.000 mà em thề luôn mấy chị, không bao giờ có giá nhập được như vậy. Bye bye như Lam Phương. Rồi lên liền cho em mà A33 dùng cho em nè. A33 dùng cho em ha, tặng mấy chị con này 39.000 luôn. Ờ muốn 59.000 cho Thảo Trần. Như mấy con váy hàng ta bao như này nhập rất là cao á cả nhà. Không bao giờ có giá rẻ đâu. Nhập hàng đẹp á thì phải giá cao mấy chị, còn mà nhập hàng xấu vì bán rẻ cho khách, mấy chị nhận mấy chị không ưng rồi mấy chị lại nói nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em một con đầm này là hàng to bao như mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A34 xả mấy chị 79.000. Rồi lên liền cho em mã A34 79.000 một con đầm hoa nè. Con này cái hồi mà em like mà hàng to bao mấy chị là hàng 209.000 ấy. Xong em ôm được sale của một bạn hot girl nha mấy chị nha. Người ta toàn like 249.000, 259.000 này kia nha mấy chị nha. Không có giá 79.000 đâu, đúng duy nhất được 3 con thôi. 3 con nha mấy chị nha, rất là xịn luôn á. Tặng mấy chị 79.000, có được 4 con nè. À, 4 như Lê Ngọc Anh Dương, 4 như Lam Phương, 2 con. Về bao mấy chị bán sốt luôn á, không bao giờ. À, 34 lên giúp em 79.000 nha. Rồi lên liền cho em một con cuối cùng mới vợ chị nào lấy chứ mình với em là môi màu xanh á. Rồi lên liền cho em mã A35 dùm cho em được mấy chị. Lên liền cho em mã A35 dùm cho em ha. Lên liền cho em mã A35 dùm cho lại nè. Tặng mấy chị cái bộ này 89.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã A35 89.000 dùm cho hãy. Con này phôm cho mấy chị nào mà 65kg đổ lại men ok. Nếu mà chị nào bầu á, mình ưng mặc bộ á thì mình mua mấy cái bộ này ha, rộng thoải mái. Của nó là hàng thun nâu. A34 cho Nguyễn Thị Thương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha. Ghi liền cho em mã A35 dùng cho em nè. 89.000 luôn, em bán lỗ luôn đó mấy chị. Lên liền cho em mã A35 89.000 dùng cho hãy. Bộ mã A35 nó cho em 89.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã A36 xả mấy chị con này 59.000. Lên liền cho em mã A36 59.000 một con áo xoén dùng cho em. Con này mặc với chân váy ok la luôn hàng nè. Đó, đa số em xả là hàng ta bao không nha mấy chị yêu nha. Hàng ta bao là nhiều không á, tại vì hàng ta bao nó có 4 á là chị Trần Nguyên nha. Đẹp chưa? Rồi lên liền cho em mà A36 dùng cho em tặng mấy chị con này 59.000. Vải này mấy chị nè. A36 Lê Ngọc Anh Dương. Nó đã lắm. Chị nào lấy gì chút liền ra. Lên liền cho em mà A36. A36 chị Duyên Duyên. Rồi lên liền cho em mà A37 dùng cho em 79.000 hàng khuôn mặt nhung. Khuôn mặt nhung nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mà A37 dùm cho em khuôn mặt nhung 79.000. Lên liền cho em mà A37 khuôn mặt nhung. Em tụi em gặp hàng áo phông, gặp ra áo phông này kia này. A37 nó giúp em 79.000 cho Thảo Yên. A36 hết rồi dùng Nguyễn Đăng ơi. Lên liền cho em mà A30. Rồi lên liền cho em Thảo Yên ơi. Cái đó là A37 là chị có rồi chị nhá. Rồi cái này lên A39 đi cho khỏi nhầm ha. A36 em hết rồi. Đây, một con A39 này mấy chị nè. Một con áo xô của Bèo dùng cho em. Tặng mấy chị con này 69.000 luôn. Bán tặng luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A30. Mấy? A39 đi, tặng mấy chị 69.000. Mấy con áo của Nhải là form 55kg đổ lại men ok cho mấy chị nha. Đẹp lắm. A39 cho Lê Ngọc Ánh Dương. A39 cho Trinh Trinh. Rồi, nào, cái dạ? Mã này là mã A40 dùng cho em, tặng mấy chị 69.000 luôn. Cái này là quần ngố caro nha, 50% phía sau là chung cho mình nè. Nên là mấy chị nào 55kg đổ lại em ok. Lên liền cho em mã A40 đi, em xả mấy chị luôn 69.000. Lên liền cho em mã A40 69.000 dùng cho em. A40 lên cho em 69.000 ạ. Lên liền cho em mã A40 69.000. Một con quần caro ngố mấy chị may rất là đẹp luôn á. Nè. Ok chị Hà lên nhận được 200 rồi chị hả? Ok chưa mấy chế ơi, đẹp chưa? Một con quần bo nghe. Đây, vui mình có bo dùng cho em. Áo có 79.000 cho Trần Hiền Trâm. Này mấy chị, ở đây là bo chân nha, chị nào ưng bo cũng được. Áo 40 cho Hoàng Quân Trần. Không ưng sung, ưng mặt sung thì rút dây ra nha mấy chị nha. Quần này em tặng mấy chị 69.000 luôn.
Lên liền cho em mã này là mã A41, 69.000. Hàng đẹp lắm mấy chị ơi, cái quần này hàng đẹp lắm. Mấy chị ưng mặc xu thì mình rút dây ra, còn mình ưng mặc bo thì mình cột dây ha. Và năm nay nó hốt cái bo bo chân mấy chứ rồi, rất là hốt bo chân luôn á. Có được hai quần này, A41, 69.000. Lên liền cho em mã A41 dùm cho em, 69.000. Có hai quần thôi, đẹp lắm. Trời ơi, A41 chưa Hoàng Vinh cần hai con. Rồi lên liền cho em mã này là mã khoác dùng cho em, tặng mấy chị 39.000. Lên liền cho em mã A42, 39.000 dùng cho em. Lên liền cho em A40 cho chị Lý Huynh Thi. Mấy chị mua con áo khoác này về cho mẹ mang mấy chị. Thì giống như là hơi hay mà kiểu giống như là ở nhà cũng hơi khoác nhẹ nhẹ mấy chị kìa. Tặng mấy chị 39.000 luôn. Lên liền cho em mã A43 dùng cho em. A42 dùng cho em, 39.000. Lên liền cho em mã A42 dùng cho em, 39.000. A41 em hết rồi mấy chị ạ. A42 39.000 cho Hoàng Vinh rồi. Lên liền cho em mã A42 nha mấy chị nha. Hãy không có đọc số ký là 55 kg đổ lại nha mấy chị nha. Giờ hãy không có hàng size to nhiều mấy chị, cái nào size to nhiều hãy sẽ báo nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã hoa xanh dùm cho em. Lên liền cho em mã A43 dùm cho em nè. A43 hoa xanh dùm cho em. Cả mấy chị con này 59.000 luôn. Hết A41 rồi mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mấy chị nè. Con áo hoa A42 cho Mỹ Liên 097. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, A43 dùng cho em, 43 nha cả nhà ơi. Tặng luôn cho mấy chị con hoa này luôn, 59.000 luôn. 43 59.000, hàng cao bao. Hàng cao bao đây, ở Dương. Hàng cao bao nha mấy chị nha. Giờ lấy một chút tiền cho hả. Lên liền cho em mã A43 dùng cho em. Mấy cái này mấy chị về nó mặc mấy chị luôn, bao mặc hết luôn. Rồi, chị nào bán sốt hay này kia bao bán lại luôn á. Con đầm hoa như thế này hình to bao nè. A43 nha, A43 đi, A43 cho Hoàng Vinh Trần. Rồi lên liền cho em mà A44 dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mà A44 dùng cho em. A43 cho 100. Rồi lên liền khi nào like em báo gì Billy á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, A44 dùng cho em, 79.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A44, 79.000. Đẹp không? Size của Hải đang cầm là size M nha. Con này mặc xinh lắm luôn á cả nhà ơi. Em nói mặc 79.000 còn không đủ tiền mà order về nha. Chưa đủ tiền ship rồi đâu mấy chị nha. Em bán cho mấy chị 79.000. Hàng xuất sắc luôn. A44 Lam Phương. Lên liền cho em mà A44, 79.000. Đẹp lắm. A44 Hoàng Minh Trần, 79.000. Có cái đầm mặt vớt ngon lành cành đào luôn. Rồi lấy liền cho em mà A44, 79.000 cho em đi mấy chị ơi, chơi chị Hà Lê. Rồi lên liền cho em mà A45, 65 kg đổ lại men vừa cái quần ống xuân này. Em tặng cho cả nhà con quần này 79.000 luôn. Này là hàng A44 nha Hà Nguyễn. Trên 140 nha, trên 140. Trên 140 nha. A44 Hoa Thị Tường Vi. Em xả nốt với chị 79.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã này là mã A45. A45 nha mấy chị ơi, xả mấy chị luôn với giá là 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã A45, 79.000. A45, 79.000 lên giúp em nha. Đây này chị Lan Phương, chị lấy con đầm này nè chị. Đẹp nè. Giờ ấy xả rẻ luôn á. Đầm này đẹp lắm. Thì nào lấy một chút đi. Này là do gì em để gì vậy? Quên đó mấy chị. Đây nè, A44 hết rồi chị ơi. Nè, em tặng mấy chị hôm nay em tặng con này size M nha. A45 hai con cho Hoàng Vinh Trần. Con này em tặng mấy chị A46 đi. Tặng mấy chị con này A45 cho Đỗ Quyên. Rồi lên liền cho em mà A46, tặng với chị con này 99.000. Đẹp lắm, hàng cao bao. Trời ơi, con này em nói là siêu siêu đỉnh luôn á. Siêu siêu đỉnh nha mấy chị nha. Vải của nó dài mà đỏ. Rồi quần A45 là mã A45 đi cho em, màu đen 79.000 bây giờ. Rồi lên A46 là mã A46. Rồi lên liền cho em mà A46 dùng cho em. Được có mấy con thôi, 99.000, đầm vàng. A46 đầm màu vàng 99.000 lên cho em. Lên liền cho em mà A 46 dùng cho em, đầm đó đẹp. A45 đổ nguyên có rồi chị ạ. Lên liền cho em mà A46 dùng cho em, đầm màu vàng dùng cho em, xinh lắm. Rồi lên liền cho em mà A47 nè. Chị Hà Nguyễn ơi, đơn hàng mình nhiều rồi, chị Hà chọn thêm thì cọc với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị ạ. Đầm này là chế nào mà bầu đi, chế nào bầu mua đi nha. Bầu mang được, tặng với chị 59.000. Vừa bán vừa tặng luôn á, hôm nay em sale nhiều lắm. A46 99.000 cho Bình Minh. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, A47, xả mấy chị 59.000. Quỳnh Anh lấy con này không, dễ thương lắm á.
cái hàng tan. Chị Hà Nguyễn ơi, cọc liền giúp em đi rồi chọn thêm chị nhá. A46 nhân Y Loan. Cái hàng tan tròn này đáng lẽ mấy cái hàng này là em để. Tại vì chỉ có một đơn hàng chưa có nhận được ở đây chưa tới mình đó chị ơi. Em để mùa hè em like. Em chọn thêm cọc liền giúp em đi ạ. Nhưng mà kho nó đầy hàng quá nên là em xả bớt á. Với lại sang năm em like có một ca thôi mấy chị, một ca tối thôi. Không có làm nhiều mấy chị ơi. Rồi lên liền che mã dùng che. A4769 nha cho Hoàng Minh Trần. Rồi lên liền che. A46 Nghi Loan có rồi ạ. Rồi lên liền che mà A48 dùng kem này mấy chị. Rồi lên liền che mà A48 đầm hoa vàng dùng kem. Tặng cho mấy chị con này 89.000. Trời ơi nó đẹp. Cái đầm này mà mấy chế mặc đi gì cũng đó, đi chụp hình có mã rồi thôi luôn á. Hết nha mấy chị nha, hết nước chấm luôn á, đẹp quá trời đẹp. 89.000. A48 cho chị Nguyễn Lê Thận ơn. Đẹp lắm. Rồi em bán tặng mấy chị con áo phong design Korea 69.000. Lên liền che mà A49 69.000 dùng cho em. Rồi lên liền che mà A49 69.000. A49 nha mấy chị yêu nha, 69.000 dùng cho em. Lên liền che mà A49 69.000 có 3 con duy nhất. 3 con. Đẹp lắm. Áo phong design Korea này mấy chị nên lấy đi nha. Ơn 769.000 cho chị. Cái phong chữ này nó dễ mang. Phong chữ rất là dễ mang luôn. Rồi lên liền che mã dùng cho em. A49 dùng cho em 69.000. A49 áo hồng 69.000 lên cho em. Che mã A49 69.000 dùng cho em. Rồi lên liền che mã A50 69.000. A49 cho Phương Cúc. Rồi lên liền che mã A50 69.000 áo phối nè. Áo phối này mấy chế ơi, màu đẹp không? Màu tao bao đó. Rồi lên liền che mã dùng cho em. A50 dùng cho em. Lên liền cho em mà A50 69.000 dùng cho em một con áo phối này. Áo phối nha cả nhà ơi, chốt là dùng cho em mà A50 69.000 áo phối, áo phong dùng cho em. Phong nha. Lên liền cho em mà A50 69.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A61 tặng mấy chị con này là. Dạ em bán chi ăn cho mấy chị con này nha. Tặng mấy chị con này 59.000 phút giây. Con này mặc với lại con vừa xem và tránh thương tháo vừa chia sẻ la lên giúp em đi mấy chị hả. Con này mấy chị mặc với chân váy nè. Mấy chị mặc với lại quần rinh nè. Quần rinh ôm cũng được nha. Mấy chị rút dây lên rất là đẹp luôn. Con này hãy có phình rồi nhưng mà hãy like không có đủ màu á. Tại vì hãy like, hãy cắt hàng ra từ từ á mấy chị đây nè. Co giãn cho mình luôn. Bao nhiêu ký mang cũng được hết nha. Mấy chị nào mà mặc ôm á thì tầm khoảng 60-62kg đổ lại mang được cho hả. Rồi lên liền che mã A mấy. A51 hả? Lỡ là con 61 luôn. Rồi lên liền cho em mà A61 dùng cho em 59.000. A61 luôn cho em 59.000 ạ. A61 dùng cho em 59.000 dùng cho em. A61 cho mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mà A61. A61 áo màu xanh lên cho em 69.000 cho chị Khánh Hòa. Cái này em có hai cái bộ bé này mấy chị. A61 Trần Hoài Nguyên. Cái này em có hai bộ bé hay sao? A61 cho Lê Ngọc Vĩnh Dương. Rồi lên liền cho em mà A62 này, có hai bộ bé nè mấy chị. Size số 2 thôi, tặng nốt 59.000 đi. 59.000 size số 2 này tầm khoảng 10. Số gì duyên duyên? 10 đến 13 kg nha, 10 đến 13 kg mấy chị. 10 đến 13 kg ha, chốt liền cho em mã dùng cho em A62 đi. Tặng mấy chị 59.000 nốt luôn. Rồi lên liền cho em mã nha mấy chị. A62 lên giúp em 59.000 ạ. Lên liền cho em mã A62 59.000 nốt, có mấy bộ thôi em tặng nốt luôn đi. Hết đồ bé rồi mấy chị ơi, không còn cái bộ nào. Nhung Lê thích mới mà các em số điện thoại lên cho em đi chị ơi, số 2 cho Nguyễn 87. Không còn bộ nào của bé hết trơn nha, hết rồi đó. Rồi cái này sẵn. Nhung Lê thích mới mà các em số điện thoại lên cho em ạ. Cái này em có 2 con nha. A62 cho Mỹ Tiên Tiên. Và mấy chị ơi, em nhắc đi nhắc lại mấy chị cố gắng mấy chị mua đủ đơn dùng cho em. A62 Tư Trương. Đơn em gom tới thứ 5 em mới đi đơn nên là chị nào mà khách cũ hay là khách mới mấy chị. A62 cho Loan Lê. Cố gắng trộn đơn cho em dùng cho em. Hết mà A62 ạ. Tại vì em xả rẻ rồi mấy chị nha, mấy chị à. À, em xả rất là rẻ luôn rồi nên là mình cố gắng mình chọn đơn trên 189.000 thôi mấy chị. Để thứ năm bên em đi đơn nha mấy chị nha. Chứ mà cái tình trạng mà cứ lẻ lẻ như thế nào, thật sự luôn em ráng cho hết năm nay mấy chị. Năm sau em sẽ đi đơn ngày 1 nha. Để em chỉ like ca buổi tối thôi nha mấy chị nha. Em không có làm nhiều như vậy nữa mấy chị nha mấy chị nha. Làm nhiều chỉ để kiểu có là xả hàng với lại kiểu như là bán rẻ quá không có đủ đơn, cứ xả tới xả lui tốn thời gian quá chị. Nên là chị nào có đơn mình cố gắng mình chịu đòn đủ đơn dùng cho em ha. Trên 89.000 thứ năm đi đơn ha, ôm đơn tới thứ năm lần nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà áo này đi em xả luôn mấy chị 89.000 luôn. Lên liền cho em mà A63 dùng cho em nè. A63 dùng cho em ha, 89.000 dùng cho hả.
Lên liền cho em A63 có hai con bên trong là lốt lông cho mình này. Lốt lông nha mấy chị ơi nha, lốt lông dùng cho Hải luôn. Tặng mấy chị nốt luôn với giá là 89.000. Áo xịn đó mấy chị, con áo đó xịn lắm. Ở bên trong là lốt lông cho mình luôn, siêu ấm luôn mà siêu đẹp ấy. A63 lên cho em 89.000. A63 dùng cho em. A63 cho cà thi, A63 cho viên viên. Rồi lên liền cho em A64 này, tặng nốt mấy chị con đầm này luôn với giá là 79.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em A64 dùng cho em 79.000 con này rút dây nè. Hoặc là mấy chị không rút dây cũng được nha, mấy chị có mặt đây nè. Đây mình cọc kéo ra phía sau như thế này, lên phôn cái đầm của nó đẹp lắm, rất là đẹp nha mấy chị nha. Tặng mấy chị luôn 79.000 luôn. Lên liền cho em A64 dùng cho em 79.000 con này mấy chị mặc S, M, L, XL đều được hết luôn. Mình cọc eo phía sau qua nha, 79.000. Hàng của nó là hàng ta bao, cái vải của nó nặng lắm, rất là đẹp luôn. 79.000 ha. Lên liền cho em A64 dùng cho em. A64 nha mấy chị nha. Lên liền cho em A64 dùng cho hả? A64 lên cho em 79.000 đi ạ. Lên liền cho em A64 79.000. Lên liền cho em A64 79.000 dùng cho em. Chuyển khoản liền với em đi chị Hà Nguyễn ơi, để riêng với chị đó chị ạ. Chuyển khoản liền với em mới chốt được chị ạ. Lên liền cho em A64. A64 cho Đăng. Rồi lên liền cho em A65 dùng cho em. Tặng mấy chị con này 59.000. A64 cho em nhẹo nhẹo. Rồi lên liền cho em A65 59.000 dùng cho em. A65 nha mấy chị ạ nha. A64 cho Tiên Nguyễn. Rồi lên liền cho em A65 59.000 dùng cho em. A65 59.000. Lên liền cho em A65 59.000, phôm 65 cái đổ lại nên ok cho hả? Rồi em có một con đầm body hàng buôn. Trời ơi nó đẹp mấy chứ ơi. A65 59.000 nha ngay ba. Rồi lên liền cho em A66 đi. Đẹp lắm. Body A65 cho hàng Mai. Rồi lên liền cho em A66 nha. Tặng mấy chị con đầm này 79.000 luôn. A66 79.000 có hai con đầm body à, đẹp lắm, hàng buôn. Hàng buôn nha. Rồi lên liền cho em. Em rồi đi lúc luôn chiều hôm qua rồi. Dạ. Dạ dạ tầm khoảng sáng mai và chiều mai thì mình nhận được luôn. Dạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Dạ. A66 79.000 có hai con. Đẹp lắm luôn á cả nhà. Rồi em có mấy chân váy này chị nào mua về cho con. Cái này còn một con. Cái này là anh có mấy? A64 là 79.000 chị Hà Nguyễn. Này chị nào múc cái chân váy này đi dễ luôn lắm. Rồi lên liền cho em mã A67 dùng cho em. Dễ luôn lắm. Trời ơi tặng 59.000 nè. Lên liền cho em mã A67 59.000. A66 79.000 chị Dung Nguyễn. Hãy nhận rồi chị Hà Nguyễn. Hãy nhận rồi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A66 là Thảo Yên. Ủa A66 là cái nào? Này nè, lùm màu đen nè. Cái xám đó là A mấy em? Sao lại? Ở sao làm nó đúng chưa? Ở sao lại Khánh Hòa? Ủa chứ nó có hơi công á. Cái Thảo Yên đó không? Cái gì đó, cái kia là hơi đen nè. Ở sao làm bật đâu đi, đen đó. Em nhận được rồi chị Hà Nguyễn nha. Rồi lên liền cho em, mã dùng cho em nha, mới chịu nha. Ở sao xám em có hai con thôi ạ. Rồi lên liền cho em A67 dùng cho em đi mấy chị. Lên liền cho em A67 nha mấy chị nha. A67. Lên liền cho em A67 dùng cho em. 59.000 vì cái bộ chị mang này. A67 cho ăn ruby. Khánh Hòa không có mã A66 gì hả? Đây bộ em mang là 100. Thôi hôm nay em bán tặng mấy chị 139.000 đi. Em like là 169.000 nha. Hôm nay em tặng mấy chị 139.000. Em chỉ có duy nhất màu xanh này thôi nha. Màu này đẹp lắm mấy chị ơi. Mà em thấy mấy cái bộ này mặc đúng xịn luôn mà toàn bán 300, 350 không mà. Em like mấy chị 139.000 em còn được 4 bộ thôi. Chị nào lấy thì múc thôi. Lên liền cho em mã bộ gấu xanh dùng cho em 139.000 nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã gấu xanh dùng cho em 139.000 ha. Gấu xanh là như em 139 ạ. Lên liền cho em mã gấu xanh 139, 139.000 em theo mấy chị 139.000 luôn á. Không có đâu rẻ bằng đó luôn á, tại vì sơ lỗ rồi.
nhập tặng gốc mà xây đã xây lỗ thì không bao giờ mà ở đâu có nhập được giá này. Rồi lên liền che mà áo trắng. Còn gói xanh 139 nha chị ạ. Tròn hiền trăm. Rồi cái này lên liền che mã trắng theo dùng, ô quên lộn. Gói xanh cho chị Minh Nguyệt Nguyễn. Rồi lên liền che mã trắng đang dai dùng cho em ha. Xả luôn cho mấy chị con trắng đang dai này luôn mấy chị. Xả cho mấy chị con này với giá là 69.000. Lên liền che mã áo thun trắng đang dai dùng cho em. Lên liền che mã áo thun trắng đang dai nha mấy chị nha. Thun trắng đang dai dùng cho em với giá là 69.000. Chốt liền che mã trắng thun đang dai dùng cho em. Áo lên liền cho em mã thun trắng đi mấy chị, thun trắng dùng cho em ha, 69.000. Con này chất của nó là dáng của nó là vừa vừa nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Thun trắng lên cho em 69.000 đi ạ. Lên liền cho em mã thun trắng 69.000 dùng cho hả? Trắng đang dây 69.000 cho Huỳnh Vy. Rồi lên liền cho em mã áo sọc 39.000. Chị đang ngon chứ. Rồi lên liền cho em mã áo sọc 39.000 dùng cho em. Có cái đơn của Nguyễn Thư gì bỏ riêng cho em ấy. Sọc 39.000 dùng cho em. Cái chịu nếu có đi xuống chứ nên nhờ gỡ cái này dùng cho tất cả lẽ lấy cái gỡ rồi không có nhận. Rồi cái này lên liền cho em mã sọc 39.000. Áo sọc dùng cho em đi 39.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo sọc. Áo sọc nha cả nhà ơi 39.000. Lên liền cho em mã sọc 39.000 dùng cho em. Sọc 39.000. Sọc cho Bình Minh. Sọc cho Phước Ngân. Lên liền cho em mã sọc 39. Nè. Sọc cho Dung Nguyễn. Con này chị nào mốt đi em nói là nó siêu phẩm thật sự luôn á. Sọc cho Xuân Diệu. Nè. Cái này size của Hải đang cầm là size M nha. Không ai dùng kem. Tặng mấy chị nốt con này luôn 79.000. Lên liền cho em mã. Sọc cho Lưu Phương Đoàn. Hoa 79.000. Cái này là nó có cái quần bên trong luôn á. Nó có cái quần bên trong nè. Đẹp lắm 79.000. Lên liền cho em mã hoa nhí 79.000 dùng kem. Hình quyên cái mới mã kèm số ngỡ lên cho em ạ. Lên liền cho em mã hoa nha mấy chị nha, 79.000 size M. Rồi em có một con đầm. Hoa 79 cho Hoàng Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã váy. Ghi dùng cho em mã số 1 con này nha. Mã số 1, 55kg đổ lạm em. Ok. Đây đơn chị Nguyễn thôi đúng không? À, tầm khoảng chiều tối lên đợi đế nè em thấy được không? Em cho bộ điện đem cái nhà em đã. Em ở Duy Thành. Ủa, anh ở đâu? Ok. Rồi cái này lên liền cho em mã số 1 đi, em tặng mấy chị nó con này 69.000. Vô em đó mấy chị nhờ, khi nào anh vô gọi trước em mới được. Anh vô tới ngày 30 phút anh gọi cho em mới được. Mã 1 dùng cho em, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 1, 69.000. Lên liền cho em mã số 1, 69.000 dùng cho em. Sau 39.000 lúc nãy cho chị Huỳnh Nguyên. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 để thứ năm em đi đơn luôn mấy chị hả? Rồi cái này lên liền cho em mã số 2 dùng cho em nè. Mã số 2 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. 169.000 cho Nguyễn Hồng Nam Phương. Rồi lên liền cho em mã số 2 nha. Cái bộ này em sale, hôm nay em sale cho mấy chị nốt 109.000. 109.000 cái bộ siêu tóc á. Bộ này đẹp lắm. 109.000 có 2 bộ nha. 2 bộ nha. Sọc lúc nãy 39.000 cho Trần Hùng Nhiên. Trời ơi, hãy nói là cái chất siêu siêu đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã số 2, 109. Mấy chị ơi em like hàng sale á. Em bóc cái gì em like cái hoa 79 em hết rồi xíu nha. Bóc gì like đó nha mấy chị nha. Số 2, 109 cái gì hoang ruby. Số 2, 109 nha. Lấy cho em một bộ giờ lấy cho em với em. Mấy chị ơi chị Thu Phương Đoàn hết rồi sao ạ. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em. Với giá là 79.000. Trời ơi cái con đầm body này nó đẹp. Từ trước là em có like màu đen rồi mấy chị. Giờ em like màu nâu nha. Đẹp lắm. Xả luôn mấy chị 79.000 luôn. Lên liền cho em mã số 3, 79.000. Cái này mấy chị mang về bố đi, nó đẹp lắm luôn á. Thật sự luôn. Thành là mặc body này, xong mà khoác mấy con áo khoác manto hay là áo khoác dạ gì cũng được hết đó. Đẹp xuất sắc luôn nha, vải rất là đẹp luôn. Tặng mấy chị 79.000. Lên liền cho em mã 79.000 dùng cho em. Số 3 lên cho em 79.000 cho đằng Thị Vân. Số 3 dùng cho em ha, 79.000 đầm body. Đẹp lắm đó mấy chị. Số 3 cho Nguyễn Hát Phê Thảo. Rồi lên liền cho em mã số 4 nè. Tặng mấy chị con này 119.000. Em nói là chị Cam La có đang xem không? Đây nè. Đó. Siêu đẹp nha, 119.000. Không tin được luôn đó mấy chị. Không tin được. Số 3 là 9.000 cho heo nhũng nhẽo. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 119.000. Số 3 cho BB. Đẹp lắm, xuất sắc lắm mấy chị ơi. 119.000. Lên liền cho em mã số 4, 119 dùng cho em. Mã số 4 nha mấy chị nha. 119.000 dùng cho ai. Lên liền cho em mã số 4, 119 SML. Hết rồi chị Hiền Hiền ơi. SML may ok nha. Lên liền cho em mã số 4 đi mấy chị.
Số 4 lên cho em 119 ngàn đi ạ. Lên liền cho em mã số 4, 119 ngàn dùng cho em một con áo khoác. Dạ. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã này là mã số 5 dùng cho em. Mã số 5 là size M nha mấy chị ạ nha. Mã số 5 size M tặng mấy chị con 5 đi em ơi, mấy chị mua hàng mấy chị để ghế lấu. Ghế cái đơn hàng ghế lấy cả tháng mấy chị không ghé. Vậy em có chút rồi mấy chị ạ. Ai? Thanh Yên nè. Thanh Yên à. Trời ơi mấy bà ơi, mấy bà mua hàng kiểu gì luôn ấy. Nghe. Trời ơi, mua mà không có ghế lấy đâu, không có chốt nữa đâu mấy chị ơi. Thà để ế ở trong kho cũng được nha. Thiệt sự luôn, bán từ từ cũng được mấy chị nha. Còn chốt cho mấy bà xong mấy bà có ghế lấy đâu. Để gì đâu mà đơn hàng mà để từ. Nếu mà không báo mấy chị nha. Cái lúc mà có nhiều chị nha, nhai đến nỗi bên em gọi cũng không ghé lấy luôn mấy chị. Mà phải chi mấy chị ơi, phải chi mấy chị mua được cái hàng trăm mấy ngàn này kia mấy chị. 39, 29 ngàn, không ghé lấy. Trời ơi, nó bực gì đâu luôn á mấy chị. Thiệt sự luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mà yeah. Em cũng muốn mắc lòng với ai ở đây hết trơn mấy chị ơi. Nha. Nên là mấy chị không có ghé lấy em cũng xả rồi mấy chị. Xong rồi em cũng tự động em cũng không có chốt cho mình nữa. Tại vì em sợ lắm. Số 5 59 ngàn. Số 5 cho Nguyễn Xu Hiền. Có những chị mua cái đơn mà từ bữa hôm tháng mấy? Tháng 10, tháng 11, tháng 12 cũng không thèm ghé lấy luôn mấy chị. Gọi điện cũng không thèm ghé lấy, nhắn tin cũng không thèm. Ờ để đó chị ghé lấy xong cũng không ghé lấy nữa mấy chị. Mua mà cái kiểu mà ưng ghé ưng thôi vậy đó mấy chị. Còn cái này mà được tặng cái này phi thiệt là nhanh mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em, mã dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em, cái mã này là mã váy đen dùng cho em. Xả luôn cho mấy chị 69 ngàn luôn nè. Size của Hải đang cầm là size L. Cái này mấy chị 60kg đổ lại men ok dùng cho em. Bán thì cũng phải lấy vốn ra này kia mấy chị ơi, size vòng vốn. Chứ bán mà để mấy chị cả tháng mấy chị không ghé lấy nữa thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi chị có cái đơn hàng để cả tháng luôn mấy chị hả? Váy đen 69 ngàn cho hàng Vinh Trần. Đen dùng cho em ha, tặng mấy chị 69 ngàn luôn mấy chị. Đen dùng cho em ha, 69 ngàn. Tặng luôn cho mấy chị luôn 69 ngàn. Váy đen cho Trần Thị Diễm. Đen Hoàng Vinh Trần có rồi ạ. Váy đen cho Bảo Lâm Trương. Rồi cái này lên liền cho em mã áo tơ này. Tặng luôn cho mấy chị con này 49 ngàn luôn. Lên liền cho em mã áo tơ. Dung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã áo tơ dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã áo tơ 49 ngàn. Váy đen em hết rồi. Size này mấy chị nào mà 55kg đổ lại em ok. Con áo tơ này mua về mặc đi làm. Đen hết rồi Trịnh Nguyên ơi. Em nói là mình kiểu như là mấy con này hàng nó rất là xịn luôn. Nha xịn lắm. Em tặng mấy chị con này 49 ngàn, áo tơ 49 ngàn, mua về mặc đi làm mấy chị. Đi nào đi làm công sở này. Váy đen hết thì chị nên Nguyễn Thị á. Đi làm văn phòng hay là đi làm giáo viên này kia mấy chị mặc với lại chân váy hay là mình mặc cái quần tây cũng rất là đẹp luôn. Hàng của nó là hàng Madbo luôn. Hàng Madbo nha mấy chị nha, tặng mấy chị 49 ngàn. Lên liền cho em mặc áo tơ 49 ngàn dùng cho em. Tơ dùng cho Hải nha mấy chị nha, 49 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mặc áo tơ 49 ngàn. Áo tơ nha mấy tơ chị. Tơ lên cho em 49 ngàn cho nhà Nguyễn. Áo tơ 49 ngàn dùng cho Hải. Giang Lý lên cho em mã áo tơ 49 ngàn đi ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã vàng dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này 89 ngàn. Lên liền cho em mã hoodie vàng 89 ngàn. Cái con này, cái hình này nó hot lắm mấy chị. Cái hình này nó siêu hot luôn ấy. Mà nó đẹp lắm. Cái này lấy mấy chị mặc là yên tâm. Không có sợ bị nóng hay là gì hết nha mấy chị nha. Con này mặc hè vô tư luôn. Lên liền cho em mã vàng dùng cho em. Tặng mấy chị con này 89 ngàn. Lên liền cho em mã vàng 89 ngàn. Chó vàng 89 ngàn dùng cho em. Ô tơ nhà Nguyễn có rồi chị nhá. Đây con này được con này được mẫu vàng 89 ngàn đi ạ. Con này được con ở đâu nè mấy chị. Tặng mấy chị nốt 119 ngàn đi. Không biết còn hay không. Vàng cho Hoàng Liên 119 ngàn. Lên liền cho em mã bumper 119. Bumper 119 nha. Lên liền cho em mã bumper dùm cho em 119 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã áo bumper 119. Bumper bumper có con nè mấy chị ơi. Em thấy một con thì em chốt một con thôi nha. Bumper dùm cho em. Tơ lúc này 49 ngàn cho Hoàng Liên. Lên liền em mã bumper 119 dùm cho em. Giống cái tên nước nữa mới vừa bỏ ra. Ủa cái gì mới vừa xả cái tên của ai mới vừa. Giống bơm bơm 119 cho Trần Huyền Trâm. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em ha. Nguyên set luôn. Một con chân váy này à. Xong rồi kèm cho mình cái áo này nguyên set này. Em xả nhanh cho mấy chị 59 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã set 59 ngàn. Tặng luôn. Nha, vừa bán vừa tặng.
Nhưng mà con này chân váy là cho mấy chị nào mặc size M đổ lại thôi nha, nguyên set luôn. Tặng mấy chị cái set này 59 ngàn, hãy thấy đẹp ghê mấy chị ơi, chân váy cũng đẹp nè. Chân váy này về mấy chị tách riêng ra mặc với lại áo kiểu cũng được ấy. Set 59 ngàn dùm cho em. Có 3 set này mấy chị. Xin đen lên giúp em 59 ngàn đi ạ. Có 2 set không mấy chị? Ấy là nói chị em rất là kêu điện cua thì khách kia có bố lộn hơn đó. Ồ, bố lộn hôm nay hôm qua dư á. Dư đó hả? 69 ngàn cho anh Minh. Nè mấy chị, cầm body này còn con nè mấy chị. Cho bạn luôn lại 89 ngàn cho Đào Vương. Cái đầm body này khác 79 ngàn. Trên 59 ngàn sao chứ? 59 ngàn. Đưa em sửa lại. Rồi lên liền cho em ở đầm body dùng cho em 79 ngàn có con. Con này nó khác nha, con này là nó xé ở đây nè. Xe đen 59 ngàn cho Mỹ Tiên Tiên. Nó là hàng bôi nha. Xe 59 mấy chị ạ? Body dùng cho em. Đây bộ lụa nè, chị nào hỏi bộ lụa nè. Xe đen 59 em có 2 xe hết rồi. 89 ngàn mỗi mã em mấy còn. Mấy chị nào đổ tên Facebook thì mấy chị cứ lên số điện thoại với em đi mấy chị ạ. Đây cái này mỗi mã em còn được có bộ thôi em. Lên số điện thoại cũ luôn với em ạ. 89 ngàn dùng cho em. Đây mỗi thứ nó có một bộ thôi, em không bóc màu nha. Em bán tận nốt 89 ngàn luôn. 89 ngàn, giờ lấy chút liền cho em. Rồi lên liền cho em mã bộ lụa 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã bộ lụa dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Chị nào lấy body chút body 79 đi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã bộ lụa 89 ngàn. Còn chị anh Minh. Không bóc màu dùng cho em ha, tại vì em có được có mấy con thôi. Chị nào ưng lấy bộ lụa chứ thầy Dương. Lên liền cho em mã lụa dùng cho em 89 ngàn. Không bóc màu nha mấy chị ưng nha. Có mấy bộ thôi. Bộ lụa 89 ngàn lên giúp em à. Cho chị tiếp lên hẳn. Chị chịu lấy caro. Chị lấy caro thôi đúng chút. Không bóc màu. Rồi lên liều cho em mã dùng cho em. Tiếp lên caro đó em chốt cho chị người khác rồi chị ơi. Chị nào lấy bộ lụa lên mã bộ lụa 89 không mua màu, không mua mẫu với em mấy chị ạ. Bộ lụa cho em nghèo. Hai bộ. Bộ lụa cho ba lan kim. Bộ lụa cho Phương Cúc. Rồi lên liền cho em mã váy bi dùng cho em. Bộ lụa cho Thảo Yên. Rồi lên liền cho em mã bi. Lụa là 60 kg đổ lại chị mà hết rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Bi dùng cho em 69 ngàn. Bi này của Hải đang cầm là size M 69 ngàn. Cho lấy bộ lụa lên mã bộ lụa em còn vài bộ thôi chị ạ. Rồi lên liền cho em mã váy bi 69 ngàn dùng cho em. Bi 69 ngàn dùng cho Hải nè. Lên liền cho em mã bi 69 ngàn. Bi 69 ngàn đơn giản mà đẹp lắm nha. Siêu đẹp luôn. Lên liền cho em mã đầm bi 69 ngàn. Giờ lấy liền cho em mã đầm bi 69 ngàn cho em. Bộ lụa 89 ngàn thủy thân 945. Rồi lên liền cho em mã đầm bi 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm bi 69 ngàn. Bi 69 ngàn lên cho em đi ạ. À để xíu em bóc hình cái con caro này nha. Em thấy mấy bạn. Bộ lụa cho chị Nến Nguyễn Thị. Chị Nến Nguyễn Thị ơi, lúc nãy giờ chị chưa có lên chị nhỏ. Cái đầm caro này là size. Đầm caro này là size M á mấy chị. Giờ lấy váy vàng bi lên mã bi giúp em 69 ngàn ạ. Đầm caro size M này. Em tặng mấy chị con này 89 ngàn. Giờ lấy caro chút caro 89 ngàn. Dễ luôn lắm. Lên liền cho em mã đầm caro 89 ngàn. Đầm caro nha mấy chị nha. 89 ngàn dùm cho em. Có kéo phía sau. Con này mặc ơi xinh lắm mấy chị ơi. Đơn giản mà đẹp. Caro 89 ngàn cho chị Hoàng Vinh Trần. Caro 89 ngàn cho Phương Ngân. Rồi cái này lên liền cho em mã. Caro 89 ngàn cho Úc Trang. Hết mã caro ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm kem dùng cho em 79 ngàn. Chốt liền cho em mã đầm kem 79 ngàn dùng cho em. Đầm kem này 79 ngàn này mấy chị. Con này vải quan trọng là vải của nó đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã đầm kem dùng cho em 79 ngàn. Có 3 con. 3 con nha. Con này là hàng con được sale hàng hè đó mấy chị này. Nhìn cái bao hàng này. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cho em 79 ngàn cho Lê Hồ Dương. 79 ngàn. Lê liền cho em mã kem 79 ngàn dùng cho em. Bộ lụa chị Nến Nguyễn Thị có, Nến Nguyễn Thị có rồi chị nhá. Chị nào lấy cho em ở đây kem 79 ngàn giúp em ạ. Hoa 79 ngàn dùng cho em. Caro hết rồi mấy chị nhá. Rồi cái này lên liền cho em mã hoa 79 ngàn nốt. Kem em còn 2 con á, kem đẹp lắm á mấy chị. Kem đẹp thật sự luôn. Cái đó hè bán cũng được mấy chị. Caro hết rồi chị Đào Vương ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã đầm hoa dùng cho em 79 ngàn. Size của Hải đang cầm là size M. M nha mấy chị nha. Do là hãy cột cái eo vô rồi nè. Nha mấy chị nha.
Lên liền chai mã đầm hoa 79.000 có 3 con thôi. 3 con nha cả nhà ơi. Lên liền chai hoa cho Kim Dung. Hoa. Nhà lấy liền mã đầm hoa 79.000 là giúp em chưa? Đây cái này là bây giờ bán. Hoa Kim Dung có rồi chị ạ. Cái này là bây giờ bán. Hoa cái hàng quảng. Vịt dùng cho em 109.000, chị nào múc nhanh là có. Lấy hoa 79 lên mã hoa 79 giúp em ạ. 60kg rửa lại men ok. Còn một cái không rửa đơn chị ơi, thì chị Mồng ơi, chị nào chốt số rửa đơn giúp em ha. 60kg rửa lại men ok dùng cho em. Hoa cho 100. Em tặng mấy chị con này 109.000. 109.000 ha. Lên liền cho em mã vịt 109 dùng cho em. Vịt 109. Lên liền cho em mã vịt 109 dùng cho em, còn yếm đen. Một vịt 109 lên giúp em đi ạ. Trời chị. Còn lên liền cho em mã vịt 109 dùm cho em. Vịt này đẹp lắm, lụa mango. Mango nha cả nhà ơi. Lụa vịt 109 lên giúp em đi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã vịt dùm cho em 109.000. Vịt nha cả nhà ơi, 109 chị ơi vịt. À cái đầm này còn nè mấy chị. Vịt cho heo nhõng nhẽo. Ý cái đầm này còn nè mấy chị ơi, 69.000 nè. Lên liền cho em mã đầm đen 69.000, chị nào lúc nãy không có múc được thì múc liền nha. Này hết rồi đó mấy chị. Này mỗi trời em đóng hàng xe nhưng mà cái này đóng nhiều quá là hôi xe cho mình. Hết kinh nghiệm nha mấy chị nha. Là sang năm em chỉ làm một ca cấu thôi rồi em đi đơn like cho mình. Quên em đi đơn ngày 1 nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Nè trời ơi xịn lắm luôn ấy. Đen 69.000 cho chị nào lúc nãy không có chốt kịp nè. Đen 69 cái vũ trần. Đen 69.000. Lên liền cho em mã đen 69.000. Đen cho ngôi thì chim hồng. Rồi đây quần lát kim nha mấy chị, quần lát kim mua cho con. Vịt 109 cái đào vương. Tặng luôn 39.000 luôn. Lên liền cho em mã quần lát kim 39.000. Quần lát kim cho bé nha mấy chị nha, 39.000. Size cho mấy chị 40kg đổi lại đó. 39.000 luôn. Lên liền cho em mã quần lát kim 39.000. Đen cho su ca Nguyễn. Đen cho Vịnh Trâm. Còn cái dưới nó phải không? Cái mặt hát cái bàn nó phải cái này nha. Nhà. Rồi lên liền cho cái này cho Nguyễn 39.000. Bên bên em hết rồi ạ. Vật kì à. Đào Vương có rồi chị nhá. Cô Đào Vương này có một vật. Cái này lúc nãy còn rồi mấy chị ơi. Bên 69 hết rồi mấy chị hả? Cái này là 59.000 kèm màu, màu đen có màu nâu luôn nè, để em cầm màu nâu cho mấy chị dễ nhìn ta ha. Cái này em có nâu và em có đen nè. Chị lấy nâu ghi nâu, chị lấy đen ghi đen. Em tặng mấy chị con này với giá là 59.000, em nói thật luôn á. Cái set này nó đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn á. Rồi chị lấy thì chốt liền cho Hải nha mấy chị. 59.000 mấy chị kèm màu lên chứ em ạ. Đẹp lắm. Cái này em có hình rồi á, chị lấy thì chốt liền cho em. Em có đen và em có nâu nha. Chờ lấy màu gì của mình màu đó. Nâu 59.000 cho anh Minh. 59.000 kèm màu cho khỏi bị nhầm mã mấy chị nhá. Có 59.000 mà chắc đẹp lắm luôn ấy. Đen và nâu nha. Chờ lấy đen đi đen thì lấy nâu đi nâu dùm cho em. Nâu 59.000 cho Ivy Nguyễn. Rồi 89.000 lên liền cho em mã xanh 89.000 dùm cho em. Đen 59 cho Thủy Hoàng. Rồi lên liền cho em mã xanh 89.000. Xanh dùng cho em ha, 89.000 dùng cho em. Đen cho Trang Anh, đen cho Ngọc Thắng. Rồi lên liền cho em mã xanh 89.000 áo xanh. Nè, con bóng, con gấu mà bóng như thế này mấy chị. Được trước nha mấy chị yêu nha. Áo Vi Nguyễn có rồi, Thi Hoàng có rồi, Trang Anh có rồi ạ. 104 hay là 106 gì đó mà nâu lắm chứ Dung Nguyễn. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em, xanh dùng em. Gấu xanh 89.000. Nâu 59.000 cho Thắm Mỹ. Nâu 59.000 cho Kim Xuyên. Rồi lên liền cho em mã gấu xanh 89.000, em còn đen không mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Cứ dùm cho em cái mã. Đen 59 cho Nguyễn Xuân Hiền. Rồi chiều lấy thì chốt dùm cho em mã gấu xanh dùm cho em. Đen Trang Anh có rồi, Ngọc Thắng có rồi ạ. Rồi em có một con áo. Nâu hết rồi, Cathy ơi. Siêu cấp nha. Xanh cho Vy 837. Bên trong là lốt cho mình. Em tặng mấy chị con này 159.000. Chị lấy ghi mấy mã siêu cấp 159 dùm cho em. Lên liền cho em mã siêu cấp 159.000. Người ta bán một con áo 400-500.000. Tao gọi siêu cấp chứ em nói thật mấy chị đi. Con này chị bỏ ra 300 hay là 400 mấy chị chưa chắc mua được luôn á. Em nói thật con áo này rất là xịn luôn. Xịn lắm nha mấy chị yêu nha. 159.000 dùm cho em. VIP lắm luôn mấy chị ơi. Một con áo đá này.
đá nha mấy chịu nha. Bên trong của nó này hàng gắn chip như thế này, 159 ngàn. Nó liềm che mã 159. Cái này nay mang được luôn nha, nay mang được nha mấy chịu nha. Con này mua hàng cao lắm luôn á, siêu siêu đẹp luôn. Giờ lấy chút liềm che mã 159 dùm cho. Cái liềm che mã áo nha mấy chịu nha, 159 ngàn dùm cho hả. Áo 159 cho bán vàng. Lấy liềm che mã 159 dùm cho em. Con đó nay mang được luôn á, xịn lắm luôn, 159 ngàn. Rồi lên liềm che mã len sọc dùm cho em, 59 ngàn dùm cho em. Lên liềm che mã len sọc 59 ngàn. Phôm này cho mấy chị nào mà 65 kg đổ lại. Có rồi, đài cho Nguyễn á. Rồi lên liềm che mã sọc dùm cho em nè, len sọc dùm cho em, 59 ngàn dùm cho em. Co giãn cho mình nè, co giãn cho mấy chị nha. Ở 159 cho Hoàng Mai. Này mấy chị nhìn cái áo 159 ngàn này nó đẹp lắm luôn á. Sẽ có chị nắm luôn. Rồi cái dùng cho em mã trắng dùng cho em, tặng nốt cho cả nhà con này 69 ngàn này. Hàng LNG dùng cho em, hàng LNG nha. Giờ lấy thì chốt rồi dùng cho hỏi lên sọc bao nhiêu? Lên sọc 59 ngàn. Lên sọc chưa tiếc lê nặng. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã áo xả luôn mấy chị, con này 69 ngàn nè. Nút này mấy chị tăng lên sọc tiếp nghe cổ rồi ạ. À, hàng LNG dùng cho em. Hải sản mấy chị con này 69 ngàn. Một con áo ôm mà vải đẹp lắm, vì mấy chị mặc quần rinh hay là mấy chị mặc cái chân vải này kia nha, ok luôn á, đẹp lắm. Lên liền cho em mà áo dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. Áo 159 cho 100. LNG dùng cho em, 69 ngàn dùng cho hả. Áo trắng lên cho em hàng LNG 69 ngàn ạ. Lên liền cho em áo trắng dùng cho em ha, 69 ngàn hàng LNG mấy chị. Hàng LNG này đẹp lắm, hàng áo kiểu quá. Rồi lên liền cho em áo nhũ dùng cho em 59 ngàn, một con áo thun. Áo 69 ngàn xuân vinh trộm. Con này là áo thun nha, áo thun trắng nhũ nè, 59 ngàn. Con gì mà yêu Nguyễn, chọn thêm cho đủ đơn nghe nha mấy chị ơi. Lên liền cho em áo thun dùm cho em ha, 59 ngàn. Áo thun trắng 59 ngàn cho em ạ. Lên liền cho em áo thun trắng dùm cho em. Quá trời đầm mấy chị ơi, đầm còn quá trời luôn á. Nọ em đùi lai mấy chị ơi, đầm nó cao á. Lai mấy chị em có mấy chút. Áo thun trắng 59 ngàn lên cho em nha mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em áo đầm hoa dùm cho em nè, 79 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em áo hoa 79 ngàn size M. Hoa 79 ngàn size M dùng cho em. Sẽ lấy hoa ghi áo sao giống như Lê Trần 719. Hoa 79 ngàn size M nè. Hoa vàng 89 ngàn nè. Lên liền cho em mở hoa vàng. Mấy cái hàng này là hàng mà em ôm được sale thì mới có giá này nha. Còn em đảm bảo là không bao giờ có đâu mấy chị em. 89 ngàn. Lên liền cho em mở hoa vàng 89 ngàn. Cái này cái dâm, ôi đẹp quá vậy. Áo sao chính là áo trắng gì lúc nãy thì mọi người không nha. Ê, cái này là cái dâm đó mấy chị ơi. Xinh quá trời xinh luôn. Dung xây mồ 89 ngàn mà đẹp thiệt đấy. Ờ nhất là cái cổ nó đẹp. Dung lên cho em 89 ngàn ạ. Cái liền cho em ở dung 89 ngàn dùm cho em. Dung dùm cho em ha, 89 ngàn. Dễ hôn quá. Dung cho Nguyễn Xuân Hiền. Đẹp thật sự luôn. Rồi lên liền cho em một con sơ mi xanh dùm cho em nè. Tặng mấy chị con này 59 ngàn. Lên liền cho em mã sơ mi xanh 59 ngàn dùm cho em. Sơ mi xanh nha mấy chị yêu nha, 59 ngàn. Lấy liền cho em mã sơ mi xanh 59 ngàn. Rồi con này em có được 2 con. Hoa 79 cho chị Trần Nguyên. Này em có được 2 con, em bán cho mấy chị giá là 89 ngàn. Cái này mua về cho con trai mang. Sơ mi xanh 59 ngàn cho anh ra. Cái con này là mấy chị, con áo sơ mi, à quên rồi, con áo áo khoác này nè. Là nó giống con áo khoác mà Hải Lai hàng sale 119 ngàn á. Nhưng mà cái con này á, là nó nằm vô trong cái áo hoodie. Nên là Hải bán mấy chị 89 ngàn. Đúng rồi, chị Minh Dương. Chứ nếu đúng của nó là nó phải rơi tầm khoảng giá là rẻ nhất bèo bèo cũng phải là 119 ngàn. Là trong lô áo khoác nha. Cái này nó về chung với lại lô hàng áo hoodie nên là nó được rẻ 89 ngàn. Rồi có 2 con này. Hai con nha, giờ lấy phát 6 thì phát 6, 89 ngàn. Thật sự cái này con trai mang ok luôn đó mấy chị, đẹp lắm. Trời ơi, quá trời xịn luôn, em bán 89 ngàn. Không bao giờ có gì, mấy chị cứ nhận chắc vải đi. Hàng thun của nó đẹp lắm. Phát 6, 89 ngàn cho Nhật Thành Nguyễn. Ở sắp sáng cho chị
Phước không? Rồi cái này lên liền che mã trắng 89.000. Lên liền che mã trắng 89.000 đại bàng. Trắng 89.000 có 3 con. Lên liền che mã trắng liền che 89.000 mấy cái thun này nó xịn lắm. Nè lấy trắng lên mã trắng giúp em 89.000 hết xám rồi, xám có 2 con quá vậy. Lên liền che mã trắng đi, trắng đẹp mà. Rồi cái này lên liền che mã dùng cho em hoa vàng dùng cho em 79.000. Lên liền che mã hoa vàng 79.000, cái này là bao hàng mấy bạn bán sốt luôn á. Tại vì cái hàng này là hãy nhập hàng cao, hàng với bạn bán 200-300.000 một váy lận. Đẹp chưa? Rồi lên liền che mã dùng cho em. Lên liền che mã hoa vàng dùng cho em 79.000. Hoa vàng 79.000 dùng cho em. Hết sáng hết thì lên anh Tuyết ơi. Vàng cho Hoàng Vinh Trần. Lên liền che mã hoa vàng 79.000. Rồi cái liền cho em ở hoa vàng 79.000 kìa. Chánh Linh. Ôi mấy trời ơi, cái này nó bán kiểu nè, nguyên set luôn mà đẹp chưa. Xả mấy chị cái set này luôn, về mấy chị tắt riêng ra mặt được luôn á. Đây nè, tại vì cái quần của nó cái màu nè, để tắt riêng ra mặt ra, hãy bán nguyên set này 79.000 luôn. Lên liền cho em mã set 79.000. Rồi rồi, hãy coi là mấy chị ơi nó khác. Nó có một set thôi, set 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã set 79.000. Mấy chị ơi xem like cho em xin lúc tương tái với set 79.000 lên giúp em nha. Lên liền cho em mã set 79.000 dùm cho em. Set Dung Nguyễn. Cho em xin lúc tương tái để em xả tiếp mấy chị ơi. Mới xả được có xíu nè mà ai hết rồi. Tương tái có chờ tí. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã quần nâu dùm cho em nè. Quần nâu của Hải đang cầm là size mấy chị 60kg đổ lại men ok. Rút dây ở dưới nè mấy chị nè, rút dây ha. Lên liền cho em mã quần nâu dùng cho em. Quần nâu này em bán tặng cho mấy chị 109.000, có duy nhất được có 3 con thôi. Lên liền cho em mã quần nâu 109.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã nâu 109. Lên liền cho em mã quần 109. Quần này mấy chị mua mang nè 109.000. Lên liền cho em mã quần 109 dùng cho em. Quần 109.000 ha. Rồi cái này lên liền cho em mã váy, xả mấy chị con này 79.000. Quần nâu cho Trương Hạnh. Quần nâu Huỳnh Thị Thanh. Đẹp. Con váy này mặc lên đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Quần nâu em còn một con, giờ lấy cho liền với em luôn à. Nó cái dòng váy này mình mặc nó không bao giờ bị lỗi thổi hết. Nó rất là đẹp nha, nó chích eo nè. Nó chích eo phía trước cho mình nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã váy 79.000, có 2 con. 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy 79.000. Váy 79.000 cho Duy Duy. Lên liền cho em mã váy 79.000, hai con duy nhất nha cả nhà. Rồi cái này lên liền cho em mã dung nè. Dung này có vài con thôi, em xem nốt 79.000 luôn. Váy 79.000 Nguyễn Ngọc Nam Phương. Rồi lên liền cho em mã dung 79.000. Nhưng mà con này xay tầm khoảng mấy chị nào 52-53kg thôi nghe. 52-53kg thôi, chèo lấy gì chút đi dùng cho em. Bộ hãy mặc là 139.000 đó chứ. Bộ hãy mặc là 139.000 ha. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dung dùng cho em. Mà cái dung này nó may mấy chị nhìn nè. Đó, nó làm siêu siêu đẹp luôn. Có túi cho mình luôn nè. Chắc nó là đẹp luôn. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Dung dùng cho em. Lên liền cho em mã dung nha mấy chị nha. Dung dùng cho Hải. Quên, dung 79.000. Dâm 79.000 lên giúp em cho Nguyễn Xuân Hiền. Rồi lên liền cho em mã set thôn nè, xả mấy chị con này 129. Dâm cho Hà Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã set thôn dùm cho em 100. Xả mấy chị cái bộ này 129 luôn, có 2 bộ thôi. 2 bộ. Đó. Lấy dâm 79 lên bà dâm 79 giúp em đi mấy chị hả? Set thôn nha, em nói là rẻ rẻ bèo bèo. Cũng phải là tầm khoảng 170-180. Em bán mấy chị 129.000 set thôn. 2 set 55kg đổ lại em ok. Được cái cục dưới, cục vàng dưới đó. Set 129 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Bồ 129 cho anh Linh. Rồi cái này lên liền cho em mã hoa vàng dùng cho em 79.000. Con này là dâm đó mấy chị. Ở đây là nó là dâm cho mình nè. Nó là dâm nha, nó là có quần cho mình luôn.
Nhưng mà lúc mấy chị mặc vô là không có nghĩ nó là dùm đâu, nó là váy này. Tại vì ở đây người ta hàng ta bao á, người ta may cho mình cái tà ở đây nè mấy chị. Cái tà ở đây nha mấy chị nha, chất rất là xịn luôn. Tặng mấy chị con này 79 ngàn. Lơ liềm cho em mã hoa vàng 79 ngàn. Có dây cọt cho mình size M. Size M nha, chị lấy dùm ghi dùm dùm cho em. Hoặc lấy hoa vàng đi, hoa vàng đi cho chị. Lơ liềm cho em mã dùm cho em ha. Hoa vàng dùm cho em 79 ngàn. Hoa vàng dùm cho em 79 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã hoa vàng 79 ngàn. Dùm hoa vàng 79 ngàn là dùm em chưa? Mặc lên không nghĩ là cái dùm đâu. Hoa vàng cho trái tiên thiếu nguyện. Tại vì nó làm cho mình nó kiểu giống như là một cái váy rồi mấy chị ơi. Thằng ta bao nó lại vậy đó, nó làm. Hoa vàng cho trái tiên thiếu nguyện hai con. Rồi cái này lên liền cho em mã quần ống sung dùm cho em tặng mấy chị con này 69 ngàn. Chúng em mã quần ống sung 69 ngàn. Cái màu này của nó là màu đỏ đậm á mấy chị. Màu đỏ đậm nha mấy chị nha. Size của Hải đang cầm là size M 55 kg đổ lạnh em ok. Giờ lấy thì chốt liền cho em nè. Ba mà chứ Trần Nguyên. Còn lên liền cho em mở quần ống sung dùm cho em. Tặng mấy chị con này 69 ngàn. Sung 69 ngàn dùm cho em ha. Có túi hai bên cho mình luôn. Con này quần hàng cao bao. Cái phơn của nó cầm lên nó đẹp lắm mấy chị ơi. Lên liền cho em mở quần dùm cho em 79 ngàn. Ô lộn 69 ngàn dùm cho em. Thường thường em bán cái quần đó hàng trăm mấy đó mấy chị. Quần sung màu đỏ nó cho em 69 ngàn cho chị Ba Lê Kim. Rồi lên liền cho em mã áo phông này có 3 con thôi, tặng nốt 59 ngàn. 3 con. Bên kia chị lấy đỏ đúng không chị ơi? 3 con 59 ngàn. Mấy chị 3 con áo phông tặng nốt mấy chị luôn 59 ngàn đi mấy chị. 59 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã áo phông 59 ngàn. Phông cho Lam Phương. Phông hãng nha. Ok, ba lô kim có rồi ạ. À. Giờ lấy lượng với em mã phong 59 ngàn màu hồng là với em. Rồi cái này lên liền cho em mã trắng dùm cho em 89 ngàn. Lên liền cho em mã trắng 89 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã trắng 89 ngàn dùm cho em. Quần nó có một màu đỏ hết chị ơi. Không, quần đó nó có một màu à. Nó có một màu mấy chị ơi. Quần nó đẹp lắm luôn mấy chị. Trời em ngồi lắm mấy chị em. Trắng 89 ngàn màu bánh dương. Trắng 59 cho Lam Phương. Trắng 59 em còn một con, giờ lấy chút lượng với em ạ. Lên liền cho em mã trắng dùm cho em 89 ngàn. Đỏ 59 cho Mộc Trà. Lên liền cho em mã trắng dùm cho em thôi 89 ngàn. Ở đỏ 69 đó em nhầm ạ, đỏ 69 cho Mộc Trà nha. À, đỏ. Nè, nó có cái mấy cái xếp như thế này. Quần chung đỏ đó em hết rồi. Cô xin lỗi 69 ngàn cho chị ạ. Lê Trần 719. Cái kia ơi chấm trắng bài tương tác. Ông không 59 ngàn cho Đào Vương. Nè quần anh lấy không quần anh nè. Dễ thương lắm em mà. Bây giờ chị đáng tặng nghe. Nè này nó phải like 129 nè. Không nói chung mà chị nào ưng hàng hề chốt ha. Trắng 59 lúc nãy em còn một con chờ lại chứ liền như em mới chị ạ. Áo chó màu trắng ạ. Dễ thương lắm. Size M kèm cho mình cái quần này đẹp lắm. Hãy tặng cho cả nhà cái set này 79 ngàn luôn. Size M có mấy set à? Hãy được 3 set màu kem tặng mấy chị 79 ngàn. Kèm mấy chị có thể tách riêng ra được luôn. Hoặc là mình mặc cái quần đi làm công sở cũng được luôn. Quần của nó đẹp lắm. Lên liền cho em mà set 79 ngàn. Mấy cái set này không có tính like đâu. Tại vì cái này để làm mùa hè mấy chị ơi. Nhưng mà đẹp quá luôn ấy. Tặng luôn 79 ngàn luôn. Sao 79 ngàn em ở Bảo Dương. Lên liền cho em mã xếp 79 ngàn. Em có cả màu tím, áo tím quần trắng nè 79 ngàn. Xếp rồi Dinh Dung. Xây mờ hết nha, áo là có tăng đơ đàng hoàng nha. Nè, áo là có tăng đơ đàng hoàng nha mấy chế. Xếp rồi Dinh Dung tức là nè. Dễ thương chưa, về tắt riêng cái áo ra mặc cũng được nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Xếp, xếp tím đi mấy chị ơi. Xếp tím nha, 79 ngàn size M luôn. Cái áo là có tăng đơ đàng hoàng nha mấy chế ơi, size M nha. Tím dùm cho em. Lên liền cho em mã số tím xay mồ dùm cho em. Tím xay mồ nha cả nhà ơi. Tím xay mồ, tím xay mồ. Được rồi, đem lượt khách cho nó lưu với em 7 ngàn. Lên liền cho em mã số tím xay mồ dùm cho em. Dễ thương lắm luôn. Chị Ánh Nguyệt Nguyễn là sao? Còn không nghe máy à? Má rồi Nguyễn Dung vừa rồi nó có bô kế không được chuyển khoản sổ hồn. À. Số tím Lê Ngọc Ánh Dương. Không mấy chị 39 ngàn. Lên liền cho em mã caro 39 ngàn. Số tím cho Mimi Ly.
Trời ơi, xinh lắm luôn á. Cho thấy như ghi đi. Lá liềm kê mã tarot 39.000. Tarot 39.000 dùng kê. Xếp cho em lúc nãy hết rồi. Xếp tím baby lê có rồi nhà. Xếp tím này trần. Xếp cho em hết thì trần nguyên rồi. Rồi lá liềm kê mã tarot 39.000. Caro 39.000, em nói là nó siêu siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Mà mấy cái đường mà ngọc thấy. Mấy cái đường mà nó mai như thế này này, hàng tao bao mấy chị, nó mai rất là đẹp luôn. Xin nào luôn em hết rồi. Nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã Caro. Tôi cho Thanh Thủy con mai không. Rồi em có xanh vàng nè. Xanh vàng nha. Caro cho em bye bye. Em mấy cái set này nè, hàng tao bao, hàng có còn đi cho chị. Có mấy cái hàng set này bên mấy chị đang còn. Caro Thanh Thủy có rồi nha, Caro 39.000 lên giúp em ạ. Xếp tím Ngọc Thúy có rồi ạ. Rồi cái này lên liền cho em màu vàng dùng cho em. Vàng xanh nè mấy chị. Vàng xanh dùng cho em 79.000. Lá liềm cho em mã vàng xanh 79.000. Xếp vàng dùng cho em 79.000. À xếp bé còn nè mấy chị. Cho chị xếp bé. Chị Ngọc Thúy mình đủ số rồi đó chị ơi. Rồi xếp bé xếp số 3 nè mấy chị nè. Em đánh xếp tím là thủy nè. Đổi bên người đi đợi. Xếp tím là xếp tím. Cái này là size số 3 nè mấy chị. Cái xanh vàng 79.000 nha Hà Nguyễn. Cái này là size số 3 nha mấy chị yêu nha. Tặng nốt 109.000 đi nha. Chị nào múc đi. Cái này của mấy bà là cứ xả đơn rồi. Cứ xả đơn mấy chị ơi. Mua rồi xong cái là ổng nghe máy này kia. Xếp bé này tặng luôn đi. Qua xếp thôi mấy chị ơi. À Quỳnh Anh nè lấy nè. Ôi. Xếp bé 109 cho Lan Hồn Dương. Chị nào hỏi em cái xếp này còn không hải ơi. Nè 129.000. Lá liềm cho em mã 129 dùng cho em 129.000. Trời ơi, đang nói là cái set này nó đúng dễ thương luôn á. Em đang hình như thế nào là hàng y như vậy nha. Dễ thương lắm. Số bé 109 xe số 3 cho chị Nhật Thành Nguyễn. Chân vái là có quần bên trong nha. Cưng lắm luôn mấy chị ơi. Rất là bánh bèo nha. Xếp vàng xanh 79.000 cho Trường Nguyên. Rồi lá liềm cho em mã set 129.000. Có 2 set thôi đó. Hàng bơm trước về rất là ít luôn á. 129.000 nè. Xếp rồi với Lam Phương. Đây, cái này nha mấy chị nha. Ăn tiền chủ yếu là cái quần nha. Cái quần siêu vip luôn. Quần siêu siêu vip nha. Size này cho mấy chị nào mà tầm khoảng 52kg đổ lại nè. Xếp 129 cho Rosia Nguyễn. Đây mấy chị ơi, xanh nha. Con này em bán tặng nốt cho mấy chị luôn. 99.000 luôn đi. Lên liềm cây mã xếp xanh 99.000 nè mấy chị. Nếu người xem vừa chấm tương tác vừa chia sẻ like lên với em nha mấy chị ạ. Em nói là 99.000 không mua được cái quần này luôn á. Đẹp lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em nè. Xịn lắm. Rồi ui, cái quần này nó bị dơ rồi. Em đổi cái xếp khác ha. Rồi chị lấy chút liềm dùng cho em mã xếp dùng cho em 99.000 dùng cho em đi. Lên liềm cho em mã xếp 99.000 dùng cho hãy. Ô chị Nhật Thành Nguyễn hôm qua em gọi chị em nghe máy nè, em gửi luôn về địa chỉ mới của chị đó, em chưa xả cái gì đó chị ơi. Rồi lên liền cho em mã xét dùng cho em 99.000 dùng cho em. Cái quần của nó đúng chất đẹp luôn. Áo của nó là áo lụa nha mấy chị nha. Giờ lấy gì chốt liền cho em. Lên liền cho em mã xét dùng cho em 99.000. Chốt nhanh vậy em xét 99.000 nha. Rồi cái này lên liền cho em mã váy gắm 129 size M. Váy gắm dùng cho em 129.000 size M dùng cho em. Gắm 129 size M dùng cho em ha. Chờ lấy gắm ghi gắm dùng cho em nè. Đây. Con này là gắm. Chị kiểm tra số nồi lại giúp em chị Nhật Thành Nguyễn á. Nè. Rồi lên liền cho em mã váy gắm size M dùng cho em 129.000. Gắm size M 129. Xếp 99 cho chị à. Xếp cho chị Nguyễn. Gắm size M dùng cho em. Thời sáng chung. Gắm cho Đinh Phượng 129. Gắm cho Ngọc Việt. Rồi cái này lên liền cho em mã xét 99.000 dùng cho em. Gắm cho heo nhõm nhẽo. Rồi lên liền cho em mã xét tím 99.000. Size của Hải đang cầm là size S nè. Lên liền cho em mã xét tím size S 99.000. Đúng rồi chị, em gọi xét đó chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha. Giờ hàng mình đi luôn rồi chị ơi. Này, bên trong là có quần này, cái set này đẹp lắm mấy chị. Giấm em hết ra. Mua về mình có thể tách riêng áo ra, mình mặc quần mình mặc luôn nè. Cái áo của nó đúng đỉnh luôn á, áo đẹp. Rồi lên liền cho em mã set tím
99 dùng cho em nha mấy triệu nha. Nó liền cho em mã dùng cho em. Có tiếng chứ dính nha, coi đây, coi đây. Trời, nó liền cho em mã hoa dùng cho em nè mấy chị nè. Hoa dùng cho em nha. Có tiếng là chứ dính nha con cho không. Ừ, quần anh lấy không nè em. Tặng em 99 ngàn đi. Hoa 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã set hoa 99 ngàn. Có set duy nhất nè mấy chị. Hoa 99 ngàn có set nè mấy chị nè. Hoa 99 ngàn. Rồi, đầm NGN. Hoa cho em ở Bến Dương. Rồi lên liền cái mã đầm NGN, hàng NGN cắm binh luôn đó. Đầm NGN luôn sẵn mấy chị luôn 89 ngàn. Đầm NGN nha, 89 ngàn có con gì nhất. Đầm NGN 89 ngàn. Con này là một con đầm. Em cảm ơn chị Anh Minh ha. Rồi cái này là size S dùng cho em nè. Đầm xô dùng cho em. Đầm xô, con này là hàng đầm Van Bi nè mấy chị. Đầm nhà Van Bi nè, 99 ngàn luôn. Lấy liền cho em ở đầm vàng 99 ngàn, 55 cái đổ lại. Con đầm này xinh lắm, dễ thương lắm. Này cái nào bao nhiêu? 89 ngàn, cái này chứ. Cái nào cho Liên ở bao nhiêu? Vàng 99 ngàn liền cho em. Lấy liền cho em ở vàng 99 ngàn. Lấy liền cho em ở vàng liền cho em 99 ngàn. Rồi cái này lấy liền cho em, mã này là mã số 1 đi mấy chị. Mã số 1 99 ngàn. Trời ơi, dễ thương chua. Hàng mấy cái ơi. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùng cho em. Mã số 1 dùng cho em. Hoa em mới rồi bây giờ. Rồi lên liền cho em mã số 1 99 ngàn dùng cho em. Rồi lấy vàng chờ lên mã số 1 rồi mã số 1 kia 99 ngàn bây giờ. Lên liền cho em vàng là 99 à. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm body cổ lọ dùng cho em nè. Đầm body cổ lọ nha, sẵn mấy chị nốt 79 ngàn. Đầm vàng ngọc thủy. Rồi lên liền cho em mã đầm body cổ lọ dùm cho em. Đầm body cổ lọ nha, xả nốt mấy chị 79 ngàn, có một con thôi. Em rút mấy cái đầm cho em, cái đầm gắn nha. Số 1 cho Ban Lâm Tam Bảo. Dưới đây có. Đây cái này hãy có mấy cái xét này mấy. Gấm đỏ còn này mấy chị. Gấm đỏ gấm vàng nha, 129 ngàn. Mua con gấm đỏ này về mang Tết nữa chứ. Được không? Trời ơi, khó kiếm được váy mà giá này lắm nha. Gấm đỏ gấm nâu dùng cho em 52 kg. Gấm đỏ là size S, gấm nâu á là size M 129 ngàn. Chị nào ung lấy gấm gì của mình gấm đỏ dùng cho em, kèm size vô nha, đỏ và nâu đi mấy chị. Cái này là màu vàng đồng á, vàng đồng nha, 129 ngàn. Giờ lấy gấm gì của mình gấm giống đỏ giống màu đỏ và nâu à. Gấm kèm màu dùng cho em, màu đỏ với lại màu nâu dùng cho em, đẹp lắm mấy chị ơi. Mua về mang Tết nè, 129 ngàn, không bằng nửa giá người ta luôn á mấy chị. Con gấm này toàn hàng 300 không á. Lên liền cho em mã gấm kèm màu dùng cho em, gấm đỏ với lại gấm gấm nâu dùng cho em. Rồi đây là những cái set hàng siêu phẩm luôn mấy chị ơi. Này em có xanh và em có cam này, 129 ngàn. Mà hàng đẹp lắm, vải rất là đẹp luôn. Vải của nó là vải tơ ấy, vải tơ này mấy chị. Phôm cho mấy chị 52-55 kg đổ lại. Nếu mà sao mà giống thư tháng của chị sẽ la lên cho em mấy chị hả? Bên hông là có khó kéo nha mấy chị nha. Bên hông là có khó kéo luôn. Giờ lấy chốt liền cho em mã set kèm màu, set nà, set cam với lại set xanh dùng cho em. Cam và xanh nha, 129 ngàn. Set kèm màu, cam và xanh ạ. Của nó đã lắm luôn. Chào lấy thì chốt rồi dùng cho em. Xanh và cam dùng cho em ha, 129 ngàn dùng cho em. Xanh cam 129. Lên liền cho em màu nha mấy chị ơi nha. Màu xanh với màu cam dùng cho em. Màu xanh với màu cam. Cái
bác đi mấy cái ôi, tôi bác để lên mấy cái hàng váy cao cao cho mấy chị. Gấm nâu gì nắm luôn. Rồi cái này lên liền cho em áo khoác dùng cho em cho mấy chị. Lên liền cho em áo khoác dùng cho em. Khoác dùng cho Hải nha. Tặng mấy chị con áo khoác này luôn với giá là 99.000. Lên liền cho em áo khoác 99.000 có con. Khoác 99.000 một con duy nhất. Tương tác lên mấy chị, tương tác để lên máy. Em báo không nãy chị Baby Lê khi nào live em báo chị nhở. Phát lên 99.000 lên cho em đi ạ. Lên liền. Giống nâu lắm luôn có rồi chị nhở. Rồi cái này lên liền cho em mặc áo dùng cho em. Áo hoodie 79.000. Lên liền cho em mã hoodie dùng cho em 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã hoodie dùng cho em 79.000 dùng cho Hải này. Hoodie dùng cho em ha. Hoodie dùng cho em 79.000 có một con duy nhất này. Một con nha mấy chị nha, 79.000. Hoodie 79.000 màu trắng cho em ạ. Lên liền cho em mã hoodie 79.000 dùng. Hoodie 79 lên cho em cho Lam Phương. Rồi cái này có con mà nó bị dơ ngay cái cổ này mấy chị. Lên liền cho em mã tặng đi mấy chị. Tặng nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã tặng. Rồi không mình dùng cho em cái mã này em có duy nhất cho mình được một con nè mấy chị. Một con nha mấy chị nha. Này em bán chi ăn cho mấy chị luôn với giá là 59.000. 59.000 nha mấy chị nha. Áo panda dùng cho em nè. Áo panda nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 59.000 dùng toàn cái hàng Nguyễn Tất 15. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo panda dùng cho em 59.000 dùng cho em. Đó panda của nó là tan luôn á. Lên liền cho em mã. Rồi, áo panda lên liền 59.000 cho Phương Ngân. Rồi lên liền cho em mã gấu dùng cho em đi. Thấy gấu không? Rồi cái này lên liền cho em mã gấu đi 69.000. Lên liền cho em mã áo thun Mỹ 69.000 có con. Thun Mỹ dùng cho em 69.000. Rồi lên liền cho em mã bồ lụa 79.000. Bữa mà 139.000 chị Thương mới nha. Rồi lên liền cho em mã bồ lụa dùng cho em 79.000. Con bồ lụa này mặc xinh xinh mấy chị ơi. Nó kiểu như là 69 làm Phương. Nó không phải là bộ nổi nha. Mà là nó làm kiểu như bánh bèo mấy chị Thương lắm. Lên liền cho em mã bộ hoa. Bộ hoa dùng cho em đi mấy chị. Bộ hoa nha, 79.000. Lùa 79 như Thanh Trúc 7300. Mã set hoa hàng KBTWay. Set hoa hàng KBTWay nha. Xả mấy chị cái set hoa này 79. Đúng rồi, bộ hãy mang là 139 gì thương mến nha. Rồi lên liền cho em mã set hoa dùm em. Set hoa KBTWay dùm em. Lên liền cho em mã set hoa đi cho khỏi nhà. Set hoa nha, hàng KBTWay em cũng xả 79.000 luôn. Set đùi. Đùi 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 nghe. Có gì lên mẫu hoa tím á chứ em khỏi bị nhầm mẫu á chị hả? Rồi em có một con siêu phẩm luôn mấy chị ơi. Trời ơi cái áo này mấy chị mua đi mặc cho nó đẹp nè. Người ta order 200 á. Order 200 nha mấy chị nha. Em bán cho mấy chị 79.000. Lên liền cho em mẫu nâu 79.000. Đẹp lắm. Cái nút của nó nè mấy chị nè. Nút của nó là nút bấm nha mấy chị nha. Mặc tới đâu rồi mình bấm vô nha mấy chị. Giờ lấy thì chốt liền cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã áo dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này 79.000. Con áo nâu này đẹp lắm. Cái này mà mặc với lại quần rinh này kia mấy chị. Áo nâu cho Phước Ngân. Mặc với lại mấy con quần rinh ống sung hay là ống lê gì đó mấy chị nè. Đẹp lắm, hàng ta bao á. Rồi em có một con chân váy xay lờ nè. Bộ lụa hoa là chị lấy bộ lụa trước đúng không chị Ghi Ghi? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em bộ lụa hoa hết rồi. Nãy là bộ KBTWay. Rồi lên liền cho em mã chân váy size L này xả mấy chị 69.000. Lên liền cho em mã chân váy size L có quần bên trong luôn 69.000 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã chân váy size L 69.000. Rồi lên liền cho em mã áo phông trắng mặc nhung 79.000. Lên liền cho em mã phông trắng mặc nhung 79.000 dùng cho em. Phong trắng mặt nhung đó đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Phong trắng này về mấy ngàn con mấy chị ơi. 700 con chứ. 700 con mà nó có đúng được vài con áo phong màu trắng đó mấy chị. Không có áo phong trắng đó. Phong trắng 79.000 cho Hồ Ngân. Rồi lên liền cho em mã vàng dùng cho em nè.
Ôi lộn, đây liền cho em mở váy tím dùng cho em đi mấy chị. Tặng mấy chị con này 79 ngàn, kìa nào bán shop lấy mấy con hàng tao bao này bán nè. Rồi lên liền cho em mở váy dùng cho em 79 ngàn. Con này nó chích eo hai bên nè, và mấy cái màu như thế này mấy chị ơi, mấy cái phun vải trơn như thế này nè, không bao giờ lỗi thời luôn nha, đẹp lắm, chích eo hai bên cho mình luôn. Lên liền cho em mở váy tím dùng váy tím 79 ngàn lên cho em, cho Lam Phương váy tím dùng cho em đi mấy chị. Này em có ba con bộ lụa này, em tặng nốt gấu dùm em 119 ngàn. Lên liền cho em mã gấu 119 dùm cho em. Lên liền cho em mã gấu 119. Thành đông mấy chị. Gấu dùm cho em 119. Không trắng hết rồi mấy chị ơi, váy tím hết rồi. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu dùm cho em 119 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã gấu 119, bộ dài dài có 3 bộ thôi. 3 bộ nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mã gấu dùm cho em 119 ngàn dùm cho em. Bộ đồ gấu 119 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã gấu 119. Nè. Váy hoa đen này mấy chị. Từ 160, 170 gì đây. Em xả nhanh cho cả nhà luôn. 79 ngàn. Lên liền cho em mã hoa đen 79 ngàn. Dễ luôn đó. Chị mới lên cho Ngọc Tuyền rồi. Mấy chị, ở dưới đây là nó xếp ly cho mình nha. Ở đây là nó xếp ly cho mấy chị nè. Có được 3, 2 con. Em sale luôn 79 ngàn luôn. Đẹp lắm. Xếp ly nha, hàng váy tao bao. Váy hoa đen 79 ngàn là duyên. Con này FML đều mang được hết á. Hoa đen dùng cho em 79 ngàn. Vitagen đó mấy chị, đẹp lắm. Rồi cái này lên liền cho em mà áo khoác nè, xả luôn mấy chị con này 89 ngàn bán cho vui nè. Ở đây là bên trong là lốt bill cho mình. Lốt bill nha, giờ lấy thì chốt liền. Hoa đen 79 ngàn cho Mỹ Duyên Nguyễn, với hoa đen cho Camla. Rồi cái này lên liền cho em mã khoác dùng cho em 89 ngàn luôn. Lên liền cho em mã khoác 89 ngàn dùng cho hãy. Rồi cái này lên liền cho em mã hoodie trắng dùng cho em nè. Lên liền cho em mã hoodie trắng nha. Xả mấy chị con hoodie trắng này với giá là 69 ngàn. Bộ gấu 119 ngàn lắm luôn. Rồi cái này lên liền cho em mã trắng dùng cho em. Chị nắm luôn, cái mới chọn em thì cộng với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nhá. Hôm nay em 79 em hết rồi. Rồi lên liền em mã trắng 69 ngàn. Có như thứ là nặng. Chị lấy khoác đi, khoác dùng cho em với. Rồi cái này lên liền cho em cái mã này là mã sọc. Áo sọc này em xả 89 ngàn. Sọc này đẹp nha. Sọc này em mặc được trước là em hết hàng mà bây giờ nó lộ ra hai con này mấy chị nè. Đây nó bị rớt lại hai con nè. Cái này em like nhiều lắm luôn á, thật sự luôn. Kim Quyền thích mới mở kèm số điện thoại với em ạ. À, em tặng mấy chị con này với giá là bao nhiêu rồi? 89 ngàn. Lên liền cho em mã sọc 89 ngàn, đẹp lắm. Chị nắm luôn ơi, cọc liền cho em đi chọn thêm chị nhá. Lên liền cho em mã sọc. Chị mở khoác cuối cùng chị hả? Cọc liền cho em rồi em chốt thêm chị ạ. Sọc 89 ngàn. Sọc 89 ngàn. Sọc 89 ngàn. Rồi cái này lên liền cho em mã áo dùng cho em. Áo này em tặng nốt cho cả nhà 49 ngàn. Lên liền cho em mã 49 ngàn. Nhưng mà con này chỉ dành cho mấy bạn mặc size S thôi. Chỉ mặc size S thôi nha. Tại vì nó không coi giãn mấy chứ thôi. Sọc cái Lam Phương. Cái bề này thì nó coi giãn nha. Mà cái bề ngang như thế này nó lại không coi lại giãn bao nhiêu hết. Có coi giãn nhưng mà nó không coi giãn mạnh lắm mấy chị. Nên là em nghĩ mấy chị 50kg mang được thôi. Tặng luôn mấy chị luôn 49 ngàn. Áo Loan 49 ngàn cho em ạ. À, lấy liền cho em mà áo Loan dùm cho em 49 ngàn. Rồi cái quần này này hot, vẫn còn hot mấy chị ơi. Giờ em, giờ người ta vẫn ra nha, vẫn đang xỉ là 125 ngàn nha. Em bán sale nốt cho mình 79 ngàn lên size SML. Vẫn đang nhập xỉ ở Ninh Hiệp với giá là 125 ngàn mấy chị. 125 ngàn nha. Bây giờ em xả nốt cho mấy chị với giá là 79 ngàn kèm size SML dùng cho em. Quần này hot lắm luôn á mấy chị. Và mặc rất là đẹp nha. Chị nào để ý đi, hot girl nào cũng có hết trơn á nha mấy chị nha. Đẹp lắm. Mặc lên cực kỳ hắt mông luôn. Rồi lên liền cho em mã quần kèm size SML. Một mùng 79 ngàn cho Lam Phương. Em bán 79 ngàn cái quần này hàng cao lắm đó mấy chị ơi. Còn mấy chị ơi còn size gì không nhớ.
Rồi chị nào có con trai mua cho con trai cái áo này. Áo đại bài. Em xã tặng 69.000. Lên liền cho Lam Phương ơi. Lên liền cho em áo xám 69.000 đi. Cái này cho nam nha. Thôi tặng với chị 59.000 đi cho em. Lên liền cho em áo xám. Áo loan có lại 49.000 cho chị Ngọc Trâm. Rồi lên liền cho em áo xám 59.000 đi mấy chị. Xám 59.000. Cái này nam quân xe mờ Phương Trương 79. Rồi lên liền cho em áo xám 59.000. Quân xe lờ cho chị ạ. GG 79. Lên liền cho em mã xám 59.000 dừng cho em. Xám 59.000 nha mấy chị nha. Quang Minh coi chỉ còn một con xe thôi. Quang Minh coi một con xe thôi mấy chị ạ. Áo lan chị Ngọc Trâm có rồi ạ. Xám với Dung Nguyễn 59. Trời ơi liền cho em áo xám 59.000 cho chị Đinh Phượng. Đầm giấm đỏ sáng cho chị ạ. Phương Trương. Rồi lên liền cho em mã giấm đỏ sai ép. Sáng Ngọc Trâm. Tặng mấy chị ạ. Sáng Cẩm Vân Lê. Rồi lên liền cho em mã giấm đỏ sai ép 69.000. Giấm đỏ hàng Văn Bi. Rồi lên liền cho em mã giấm đỏ 69.000. Nhưng mà sai ép nha. Chị nào mua về mặt tết đi mấy chị. Đẹp lắm ấy. Đầm Văn Bi. Cái đường mai đường chỉ của nó đẹp lắm, có túi cho mình luôn. Ok Phương Trương nha. Có túi hai bên cho mình luôn. Chờ lấy thì chốt liền cho hai. Cần bốp á, bốp trên đầu tủ á. Mua có. Lên liền cho em ở đầm lắm. Bảo rồi cái này lên liền cho em. Bảo cô lon của Ngọc Trâm đây. Rồi lên liền cho em mã caro 79.000. Trời ơi. Ở xuống rồi lon bất thường. Ở xuống á. Mấy chị. Sao em mời chị nào khách quen của em mua đi cái con đầm này nè. Con đầm caro này em bán tặng mấy chị 79.000 bây giờ nha. Em này nút nè. Cái nút của nó phun sơn đen mấy chị. Mà nó đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã đầm caro 79.000. Đẹp xuất sắc luôn á. Chiếc eo cho mình hai bên. Sao em mờ. Lên liền cho em mã đầm caro dùm cho em. Đầm caro nha, tay này. Nút của nó này mấy chị, nó phun đen á mà đẹp lắm. Đầm caro dùng cho em 79.000. Giờ lấy liền cho em mã đầm caro 79.000 cho em. Mã đầm caro dùng cho em 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm caro 79.000. Đầm caro nha cả nhà ơi, 79.000. Rồi lên liền cho em mã váy trắng dùng cho em 79.000 luôn nè. Váy trắng. Caro cho Kim Dung. Rồi lên liền cho em mã váy trắng 79.000. Con này chế nào bầu bì mang được nè. Váy trắng 79.000 có con. Lên liền cho em mã váy trắng 79.000. Rồi lên liền cho em mã đầm hồng dùm cho em nè, 89.000. Ghi dùm cho em mã đầm hồng. Đầm hồng này vải của nó là vải tắc ta nha. Đầm tắc ta dùm cho em luôn. Tặng mấy chị 79.000. Lên liền cho em mã dùm cho em. À quên lộn, 89.000. Hồng 89.000 dùm cho em. Chị lấy hồng ghi hồng. Lên liền cho em mã đầm hồng 89.000 cho em mà trắng 79 và hồng 89 mấy chị nhở? Rồi lên liền em mã xiên vái 59.000. Nếu người xem mà tấm thương 8 người chia sẻ like lên cho em mấy chị hả? Bán cái xiên vái 59.000 mấy chị. Rồi ít bữa nha. Đi mua 160-170.000. À luôn 160-170.000 mới có cái xiên vái tầng nha. À, 59.000. Lên liền em mã xiên vái 59.000. Chốt liền cho em mã xiên vái dùm cho em 59.000. Hồi nào bán cái chân váy 59.000. Cái dòng tết cái đi đặt về cho khách toàn là 160-170.000 đó mấy chị. Rồi cái này em có đầm đỏ dùm cho em 129.000 size S. Lên liền cho em mã đầm đỏ 129.000 size S dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã đầm đỏ 129 size S. Đầm đỏ 129 size S. Thì em ra lấy luôn. Cái gì ai nói gì nữa. Thank you.
Rồi tiếp cho mấy chị được nha. Tặng mấy chị 59.000 nha. Rồi lên liền kem mã trắng 59.000 dùng kem trộn nó đẹp chưa? Thật sự luôn ấy, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi lên liền kem mã trắng dùng kem 59.000 dùng kem hoodie trắng 59.000. Biết chắc có con không mấy chị? Con thôi. Hết rồi. Lên liền kem mã hoodie trắng 59.000. Lê liềm cho em mở hoodie trắng 59.000 dùng cho em. Rồi cái này là size S dùng cho Hải nha. Hải tặng cho mấy chị cái quần này 69.000. Quần ống len của nó là kiểu giống như là nó hơi le le thôi mấy chị, chứ nó không có le bự nha. Nhưng mà ở trên đây nó phôm cho mình xuống xuống nè mấy chị. Kiểu giống như là quần ống sung, nhưng mà xuống tới cuối của nó le nhẹ cho mình ha. 69.000. Size của Hải đang cầm là size S. Mấy chị mua cái quần này về mình mặc đi làm được có mấy chị, đi làm này kia luôn, chắc của nó xịn lắm, hàng to bao nha mấy chị nha. Tặng mấy chị 69.000 size S, size S nhưng mà mấy chị tầm khoảng 50kg mang vừa nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã quần dùng cho em 69.000 dùng cho em, hãy có được có mấy con thôi. Cái quần này bữa trước em về là có M có L mấy chị, nó bị sót cái cục S lại nè. Này S đúng không? Cái này là nguyên cục S luôn á mấy chị ơi. Nguyên cục S luôn á, 69.000. Em nhét đi chợ em chụp ra ngoài đó có chụp ra. Quần xe sao chém cho chị Mỹ Duyên Nguyễn. Giờ làm mấy chị không chốt á, cái tối này không có hàng. Rồi lên liềm cho em mã thun trắng này tặng mấy chị 59.000. Lên liềm cho em mã thun trắng 59.000 dùng cho em. Thun trắng dùng cho em 59.000. Lên liềm cho em mã thun trắng 59.000 dùng cho em. Quần không tốt đâu, Lê Ngọc Văn với Mỹ Duy Nguyễn. Dạ. Quần cho Lê Hình nha. Cái váy siêu phẩm em lại còn quần Ngọc không? Trâm. Váy siêu phẩm này sẵn nốt cho mấy chị 109.000. Lê liềm cho em mã váy siêu phẩm. Quần Trần Hiền Trâm. Kiềm đai thun trắng cho Lam Phương. Váy siêu phẩm nha, váy siêu phẩm, váy siêu phẩm mấy chị ơi. Làm sơ mi á, cái này bao nhiêu ký may cũng được hết trơn á, nó đẹp lắm. Sợ mấy chị nốt 109.000. Lên liền cho em mã váy 109 hàng siêu đẹp luôn, nút cho mình. Cái này em có lai màu bò này kia rồi, nhưng mà màu đen đẹp lắm. Lên liền cho em mã váy đen 109 dùng cho em, 60kg may vừa luôn, xuất sắc luôn mấy chị. Rồi lên liền cho em mã quần sáng 109, còn con cuối cùng xả nốt. Cái quần này là cao hơn. Nó là kiểu như là ở dưới của nó là bo cho mình. 109.000. Cái này bán 109 là hơi bị sai luôn á, tại vì cái quần này nhập vô tới 139.000 rồi. Quần này nhập 139. Lên liền em mã quần sáng. Tôi sẽ cho chị An Lê 109. Cái chắc này, nhìn cái chất hồ em với size này mấy chị nào mà tầm khoảng 55-56kg mang vừa này. Nhìn cái chất này mấy chị đẹp lắm, 109.000 đó. Cái liền cho em mã 109, quần sáng 109. Quần sáng thì tờ bà thờ. Rồi cái này lên liền cho em mã váy len dùm cho em, xả nốt cho mấy chị con này 79.000. Dám dài luôn nha, dài hết chân luôn nha, kiểu như là dài qua gối nhiều nha mấy chị nha. Tầm khoảng dưới bắp. Cái này chị nào mà 65kg chị nào bào mang cũng được còn. Nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em, tặng luôn mấy chị 79.000. Váy 79.000 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã váy 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy 79.000. Váy đó đẹp lắm mấy chị ơi, cái màu cũng đẹp nữa. Nó không phải là màu vàng sáng đâu, mà màu của nó là màu nhạt nhạt đó. Cho chị con áo có mua đi. Áo ghi lê quần xám hết rồi mấy chị ơi, váy 79.000 đứa sang Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã hoodie xả nốt 89.000. Có thể còn cái con đó gì không? Có mấy cái gì ở lại gì? Rồi lên liền cho em mã ghi lê dùng. À quên rồi, hoodie. Hoodie nha, tặng mấy chị 89.000. Rồi cái này mỗi nói em còn một con. Chị nào lấy thì chốt nha. Giờ lấy cái liền mã hoodie 89.000 cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã xanh 129.
nâu 129, 129 ngàn ghi lê này bán tặng nha, vừa bán vừa tặng cho khách luôn á. Ghi lê này là em vừa bán vừa tặng nha. Chờ lấy xanh ghi xanh, chờ lại lấy nâu ghi nâu 129 ngàn. Xanh 129 kèm màu với em ạ. Xanh và nâu ha, chờ lấy xanh ghi xanh nè. Chờ lấy nâu ghi nâu dùm cho em 129 ngàn. Bỏ 129 không mua được con này đâu. Con này trên bãi tích lận mấy chị, hàng lên nó đắt hơn hàng thun nhiều nha. Hàng hè mấy chị ơi, hàng hè nó không đắt bằng hàng đông đâu. Hàng đông rất là đắt luôn. Rất ba gấp 4. Mời cái Bùi Ngọc. Rồi cái này lên liền cho em mã cổ lọ dùm cho em. Cổ lọ nha. Hãy tặng nốt cho mấy chị con cổ lọ này luôn. Á xanh này của hôm qua của chị đó. Bỏ ra. Bỏ ra. Cái set 179 giống đúng không? Giống á. Em để đâu nó. Còn cái này chút nha. Sao mời cho nhanh lên. Rồi lên liền cho em mã cổ lọ dùm cho em. Xả mấy chị 79 ngàn. Lên liền cho em mã cổ lọ 79. Bên chỉ còn nâu 129 thôi mấy chị ạ. Cổ lọ dùm cho em ha. Cổ lọ 79 ngàn lên cho em ạ. Lên liền cho em mã cổ lọ dùm cho em 79 ngàn. Còn nâu cho Lam Phương. Còn quần dài đúc dây không phải. Em lấy thêm một cái nữa. Mà cái nào ta? Rồi đợi lại chút này. Rồi lên liền cho em mã túi đi. Tặng cái gì 69 ngàn. Lên liền cho em mã túi 69 ngàn. Có con thôi. Túi 69 ngàn. Chờ lấy cổ lọ đi. Cổ lọ đi mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em mã số 10 dùm cho em. 129 ngàn. Chờ nó đẹp lắm luôn á. Em nói là cái con này đúng xuất sắc. Túi Lam Phương xuất sắc nha mấy chị nha. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Sọc xanh dùm cho em 129 ngàn. Sọc xanh 129. Lên liền cho em mã sọc xanh 129. Rồi lên liền cho em. Đây này chế quần đúc dây màu nâu được không? Sọc xanh màu 29 lên cho em. Nốt 109 ngàn luôn. 109 ngàn. Lên liền em mã nâu 109. Đây chị nào ưng đúc dây vô mình đúc vô nha. Đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em 109 ngàn. Xả nốt 109. Bình thường em ra là 139 ngàn. Rồi xả mấy chị 109 ngàn. Có quần thôi nè. Phút chơi ở dưới nha, chị nào lấy chốt liền cho em mã quần nâu liền cho em. Quần nâu chứ tờ bờ thờ. Quần nâu. Rồi cái này lên liền cho em mã váy 129 ngàn. Lên liền cho em mã váy 129. Lên liền cho em mã váy bêu 129 dùm cho em. Váy bêu 129 ha. Chốt liền cho em mã bêu 129. Bêu 129 dùm cho em ha. Mấy chị ơi, em cho chị con yếm cho em gì đó quá. Đó, cái cục bêu nữa. À, mấy chị, ý là tối nay em còn tầm khoảng tối nay em cắt hàng mới hoàn toàn luôn nha. Em cắt hàng mới để em lên ngốt thôi. Để em gửi kịp cho mấy bạn bán Tết nha. Mấy bạn nào khách sỉ á, để trộn kịp bán Tết á nha mấy chị nha. Nên là chị nào mà trộn sỉ á. Tại vì mấy chị cứ nghĩ đi, tầm cỡ hết tuần này thôi mấy chị. Hết tuần này ha, tuần sau là ai cũng người ta bắt đầu người ta xả kho rồi. Nên là sẽ không ra mẫu nữa và không có về hàng nữa. Nên là chị nào lấy sỉ mình tranh thủ, vì mình bán sốt này kia thì mình tranh thủ lấy nha mấy chị nha. Lấy sớm chứ không là ít bị cũng toàn là hàng sale mà nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã bộ dùm cho em 109 ngàn. Tối nay là hãy cắt hàng mới không á, để hãy sale cho mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã bộ lụa dùm cho em 119 ngàn này. Lụa 119 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã lụa 119. Lùa màu 19 cho Lam Phương. Rồi cái này lên liền cho em mã beo dùng cho em nè. Beo dùng cho Hải 119 ngàn luôn. À 109 đó mấy chị. Beo 109 dùng cho em nè. Lên liền em mã bộ beo 109 nè. Lên liền cho em mã bộ beo 109. Có bộ nè mấy chị. Cho lấy bộ beo lên mã bộ beo 109 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã bộ beo 109. Lên mã bộ beo chứ mấy chị ạ. Lên liền cho em mã bộ beo 109 dùm cho em. Beo nha cả nhà ơi, 109 ngàn. Rồi cái này lên liền cho em mã này là mã xét yếm 69 ngàn dùm cho em nè. Yếm hàng tao bao nè mấy chị. Tay mát nha. Tay mát nha.
Rồi chiều lấy chốt liềm cho em mà yếm dùng cho em 69.000. Đây cái này chế nào lấy kem rồi cũng hỏi còn đen hay không, hay là còn màu khác hay không. Nhưng mà em còn duy nhất màu kem không mấy chị, tại vì màu kem em về nhiều nha. Đây nè, yếm dùng cho em nó có cái dây cọt cho mình. Size S, size M, size L để mang vừa hết luôn. Và em thề luôn một con áo thun Mỹ nè. Con áo thun Mỹ này trên 69 rồi mấy chị, đang nguyên cái xếp. 69.000, đẹp lắm. 69.000 mấy chị. Cái này chốt rồi, còn lên ha. Bỏ chưa? Chưa bỏ. Mà còn ngò mà đúng không? Rồi lên liền trương à. Rồi cái này lên liền cho em, mã lên dùng cho em đi. Tặng nốt cho mấy chị 89.000. Lên liền cho em mà áo lên 89.000 dùng cho em. Áo lên nha cả nhà ơi, 89.000. Lên 89.000. Em biết anh gửi chị cái cục này đi. Yếm như thanh tiền. Yếm anh lên. Yếm như lấy điện thoại. Em đọc mấy tên này sao em nhớ mấy chị nha. Không bây giờ em nhớ. Yếm Trần Hồng Nhiên. Em xả hoài em ngán lắm luôn á, thật sự. Lên 89.000 cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã phong dùng cho em nè mấy chị. Em xả nốt cho mấy chị con áo phong này 59.000 luôn. Phong mặc của em like 79.000. Bây giờ em xả 59.000. Phong 59.000 là cho em mấy chị hả? Phong 59.000. Phong cho Lam Phương. Rồi chân vái 59.000, size M. Rồi lên liềm em mãi chân vái 59.000. Ê, là tụi em ra size M mấy chị. Rồi lên liềm cho em mãi chân vái 59.000, size M. Chân vái 59.000, size M, chân vái dài 59.000 luôn. Rồi chân vái đen, size M. Bao nhiêu nữa, em đọc mấy gì? Chân vái 59. Rồi đen 59.000 luôn mấy chị. Chân vái cho anh Minh. Rồi đen, size M 59.000 luôn. Rồi lên liền em hãy chân váy đen 59.000 size M. Chân váy đen 59.000 size M nè cái này. Nè con áo hốt nè mấy chị. Con áo này giờ mấy chị mặc có cái quần len mắc đẹp lắm. Tặng nốt 69.000 luôn. Lên liền cho em mã hồng 69.000 nè. Con áo mà con áo thô á mấy chị kìa. Đây. Cái này nha, tối em có, tối em sẽ lên cho mày chạy mấy cái quần len nó đẹp lắm nè. Lên áo thơm nè mấy chị nè. Để mấy chị mặc lại mấy cái quần len á, đẹp lắm. 69.000 đó. Hôm cho Hằng Nguyệt. Rồi lên liền cho em mã trắng dùng cho em 69.000 đi. Rồi lên liền cho em mã áo trắng 69.000. Lên liền cho em mã áo trắng 69.000 dùng cho em. Trắng 69.000, còn áo hốt này mấy chị. Con áo mà hot girl mặc với lại chân vái á. Hot girl mặc với chân vái xếp ly đó mấy chị. Đây nè, con áo nâu nè 69.000. Lên liền cho em áo nâu 69.000. Áo hot, áo hot nè mấy chị. Mấy bạn mặc với lại cái chân vái xếp ly ngắn đó mấy chị nè. Đây nè, cái vạt của nó là vạt vạt dài chéo chéo như thế này nè. Lên liền cho em mã áo nâu dùng cho em. Áo nâu cho em 69.000 ạ. À. Nâu 69.000, cái con đó mặc với chân vái dễ lắm đó mấy chị. Cái đó vô sốt là xương nâu trang anh. Vô sốt là xương là 120-130 đó mấy bạn. Đi lấy sỉ là cao lắm luôn á. Lấy sỉ trên 100.000 rồi. Rồi lên liền em mã quần xung đen nha. Quần xung đen nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã xung đen dùng cho em nè. Xung đen nha cả nhà ơi. Xung đen này tặng luôn cho mấy chị luôn 59.000. SML men ok. Em ở ngoài đó còn dùng chiếc gì nữa gửi cho chị đó. Chiếc gì còn chỗ ngay cái góc đó kìa. Chập cái gì ta xong rồi dọn cái góc bên hông đó nha. Cái hộp hộp gì của đó tặng hết chỗ đó cho chị. Còn cái gì lại tối chị tặng hết. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em nè. Bộ thể thao hồng chữ G. Xả nốt cho mấy chị 159.000. Lên liền cho em mã 159 dùng cho em. 159.000. Đúng duy nhất được một bộ nha. Cho chị nào nhanh nè. Nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 159 dùng cho em hàng nè mấy chị nè. Ở đây của nó là chạy viền cho mình nè. Chạy viền nha. Cái nào là y như là một cái kiểu như là áo khoác cũng được nha mấy chị nha. Nguyên set thể thao luôn. Tặng mấy chị 159.000. Hàng 209.000. 209 nha. Tặng nốt 59.000 luôn cho nhanh. 159.000.
Cho lấy liền mã bộ hồng 159 lên như em ạ. Lấy liền cho em mã bộ hồng dùng cho em 159.000 dùng cho hả? Rồi lấy liền cho em mã chân váy size S dùng cho em. Chân váy size S dùng cho em 59.000. Lấy liền cho em mã chân váy size S 59.000 dùng cho em. Rồi đây mấy chị ơi, chip đây. Ủa rồi mấy chị. Rồi chip dùng cho em. Bộ 159 cho hư không? 59.000 luôn, 5 cái. Bỏ luôn, bỏ vô bao nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã chip dùm cho em, tặng mấy chị 59.000. Em có được 5 con nha, em tặng luôn 59.000 luôn. Hộp chip 5 cái nha, hộp này em bán cao nhất luôn. Cái chip này em về là cao nhất trong cái dòng chip nha, là hàng 85.000 một hộp ấy. Hộp 5 cái, bây giờ em tặng 59.000, em có duy nhất một hộp lẻ thôi. Một hộp lẻ nha, 59.000, chờ lấy chip đi chip, 59.000, 5 cái lần nha. Mấy hộp mới? Không, có một hộp thôi. Rồi cái này là chiếc nha chị Hằng Nguyệt. Rồi cái này là chiếc nam nha mấy chị yêu nha. Em cũng tặng luôn 59.000 4 cái luôn. Chiếc nam nha, 59.000 4 cái luôn nè. Rồi lên liền cho em mã chiếc nam dùm cho em, 59.000 4 cái luôn, chiếc hộp. Cái lễ lễ này em tặng hết mấy chị ơi. Nó kiểu như là mỗi nơi một cái, mỗi nơi một cái. Mấy chị nó tùm lum ở ngồi ấy. Rồi lên liền cho em mã quần tập dùm cho em nè. Lên liền cho em mã quần tập nha mấy chị yêu nha, tặng luôn 39.000 luôn. Giờ lấy chip nam, lên mã chip nam. Lên liền cho em mã chip nam đi, 59.000 4 cái mấy chị ơi, mua nha mấy chị yêu nha, em hết rồi đó. Hết sạch chip nam luôn rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, còn chip đó còn. Rồi lên liền cho em mã quần tập. Chip lên chip lúc nào cho em ăn liền. Quần này em thấy ở trên TikTok mấy bạn. Còn mấy hộp còn rồi. Mấy bạn chạy tài trợ. Chip 59 cho chị Bùi Ngọc. Chip lúc này 59 ngàn cho Kim Xuyên. Quần tập 39 ngàn. Cái này về mặc quần váy cũng được nha. Mặc thành quần váy đi mấy chị. Quần váy nó chip lên chip Thẩm Mỹ. Đây quần này tập. Chip lên chip Khánh Hòa. Rồi chip nam đi, chip nam nha. Rồi cái này kéo nè, tặng luôn. Chip lên chip cho Mập Mập. Rồi cái này là kéo nha. Trời ơi, kéo này khỏi phải nói nha mấy chị. Quần tập 39 cho VV. Rồi lên liền cho em mã kéo 39.000. Tập 39 cho chị Nguyễn Văn Duyên. Có 3 cái này bán tặng luôn á. Không ai chốt để xài luôn. Để xài miết từ năm nay qua năm nọ. Này mấy chị, tại vì cái này em về chủ yếu là em nhà em lấy không đó mấy chị ơi. Tại vì dùng kéo nhiều. Tặng luôn 39.000 luôn. Chiếc lên chiếc lúc này cho Trần Nguyên. Cái này bắn lắm mấy chị ơi, cắt gà cắt đồ bình thường luôn á, bắn lắm. Lấy liềm cho em mã kéo 39.000 có 3 cái nha. Kéo với chính Hằng Nguyệt. Kéo còn rồi đó thôi. Rồi chip này còn mấy cái em. Rồi chip này em còn 6 kéo cái. Kéo với chính Hằng Nguyệt. Kéo với chính Hằng Nguyệt. Rồi lấy liềm cho em mã chip, cái này em sale 69.000. Rồi lấy liềm cho em mã chip 69.000 dùm cho em. 69.000 ha. Chốt liền cho em mã chip 69.000 dùng cho em nè. Đây. Chip thì không bao giờ là đủ hết trơn á chị ơi. Mua không bao giờ là đủ nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 69.000 dùng cho em. Chip này mang sướng em mà đã lắm. Rồi lên liền cho em mã chip. Cái này là mẫu khác em mới chịu nha. Khác với cái lúc nãy. Kéo hết rồi. Lúc nãy là cái hình của nó sẽ sọc sọc. Còn cái này là trơn cho mình nè. Rồi lên liền cho em mã chip 69.000 dùng em. Nãy là 59.000. Này 69.000. Chip Vân Lê. Chiếc hình V 69. Đúng rồi, em chốt cho chị chiếc nữ 59 nó gì Trần Nguyên. Rồi cái này lên liền cho em mã áo hoodie đen dùng cho em nè. Hoodie đen nha, tặng luôn cho cả nhà con này 79.000 luôn. Cho lên liền cho em mà chiếc 69 cho em đi ạ. Cái này nam mang được nha. Quân tập hết mấy chị ạ. Em với lại bên hông này nó có cái mấy cái gì có lẽ lẽ bên này không? Cái gì thì thấy quần lít ghiên gì 39.000 bên chỗ ngay cái hông bên này nè. Chỗ mấy cái hộp quần lít viên 39 hay 35 gì hay còn mấy cái của mấy chị không đủ đâu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em áo này em bán tặng mấy chị 79.000. Cái này nam mang được nha. Và mấy chị ơi hàng ta bao á, em nói thật sự luôn, mấy cái dòng chữ này giặt mấy giặt không bao giờ bị chóc hình luôn á. Không có chóc nha mấy chị ơi nha, xịn lắm luôn. 79.000 lên liền cho em mã 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 79.000 cho Hải nghe. Áo đen 79.000 là cho em đi ạ. Đen 79.000 dùng cho Hải. Cho liền em mã đen 79.000. Đen 79.000 xịn lắm.
đen 79 ngàn. Rồi xám 79 ngàn có hộp con. Rồi lơ liềm cho em mã xám. Đây mà chúng ta lên. Rồi lơ liềm cho em mã xám 79 ngàn. Chứ sao dính lúc nào cho mình nhiên nguyện. Xám 79 ngàn dùm cho em. Cái túi này đây đây. Đây này em còn một con quần 35 ngàn màu đen nè. Mấy chị nào chưa có 35 ngàn. Chị Nhiên Nguyễn ơi, chọn thêm mình cọp với em ha. Cho một tài khoản đi là chỗ tiếp chị nhá. Đây là bên gôn cho chị đến thứ năm ha. Mấy chị, còn một cái quần tập 39 ngàn màu đen. Cái này nó em nói là quần tập, nhưng mà mấy chị mua về mấy chị mặc thành quần váy nha. Nó rất là đen bụng luôn. Màu đen 79 ngàn hết rồi. Thật sự là nó gheo bụng lắm luôn đó mấy chị. Không cần phải mặc mà kiểu giống như là mang kia đâu. Cái này mang cực kỳ thoải mái luôn, nhưng mà rất là gheo cái bụng dưới á. Nhưng mấy chị ơi nha, mặc sướng lắm. Rồi túi 79 ngàn dùm cho em. Lên liềm cho em mã túi 79 ngàn nè. Túi nhỏ mini 79 ngàn. Tụ tập cho hàng lên. Rồi lên liềm cho em mã túi nhỏ 79 ngàn dùm cho em. Lên liềm cho em mã túi nhỏ 79 ngàn dùm cho ai. Túi nhỏ nha mấy chị ơi nha, 79 ngàn có con. Mấy chị Nguyễn Nhương á. Rồi cái này vừa bán vừa tặng nha mấy chị nha. Tắt dùm cho em. Thôi bây giờ tặng luôn cho mấy chị luôn đi. 35 ngàn một lố luôn. Lố 10 đô luôn, tắt nam. Túi như làm Phương. Rồi một con quần legging ngố tặng luôn 35 ngàn luôn. Lên liềm cho em mã ngố 35 ngàn. Lên liềm cho em mã ngố 35 ngàn. Quần ngố 35 ngàn, quần ngố giống hải mặt nè. Cái này là tóc nam nha mấy chị ơi nha, mua về cho chồng em. Em tặng nốt luôn, bao nhiêu anh đã tặng bao nhiêu? 39 ngàn 10 đôi. Còn cái này là quần ngố 35 ngàn. Ngố là 35 ngàn. Tóc cho Hằng Nguyệt. Quần ngố 35 ngàn, tóc 39 ngàn 10 đôi luôn. Tóc cho Mộc Mộc. Quần ngố 35 cho Mộc Mộc. Rồi lấy tóc đi, tóc dùng cho em ha. Rồi cái này lên liềm cho em mã túi hồng dùm cho em 79 ngàn. Lên liềm cho em mã túi hồng mini 79 ngàn. Rồi cái này là ghi túi gà gờ 79 ngàn luôn. Mọi thứ nó có con nè. Hồng với nâu đi. Hồng ghi hồng, chị đã lấy hồng ghi hồng, chị đã lấy nâu ghi nâu 79 ngàn. Rồi lấy có cái. Thứ hồng 79 cho Lam Phương. Đây nâu. Nâu 79 ngàn. Mini nha, có dây bên trong nha, về xỏ dây dùng cho ai đó. Túi hồng 79 ngàn lên giúp em ạ. Bà bảo cũng không nói gì. Túi nâu trong. Giờ lấy liền mã túi nâu giúp em đi ạ. Rồi cái này lên liền cho em mã chân váy có quần bên trong. Túi nâu cho Nguyễn Liên. Cái này chị nào có con gái đi, mua về cho con gái nó được học ở lớp 5 đổ lên là mang được. Nha mấy chịu nha. Lớp 5 đổ lên là mang được hết, size S, size M đổ lại. Em tặng 59 ngàn. Lên liềm cho em mã chân váy 59 ngàn dùm cho em. Đi dùm cho em mã chân váy 59 ngàn. Có một con duy nhất không? Một con duy nhất chân váy 59 ngàn. Lên liềm cho em mã chân váy dùm cho em 59 ngàn dùm cho em. Nghe chị. Được. Ở địa chỉ cái đơn nhập thành Nguyễn. Nhập thành Nguyễn có địa lại do như vậy. Nhập thành Nguyễn. Được. Lên liền cho em mã chân váy 59 ngàn. Đây con này hàng KBT Wear này, tặng luôn cho cả nhà 59 ngàn. Lên liền cho em mã váy lụa. Chú ý làm Phương. Váy lụa 59 ngàn. Em chơi cái áo nơi trong đó với mình. Chơi chị con. Chơi chơi chị con luôn con áo đó luôn. Con áo phao dưới luôn. Con áo đó bị lỗi đúng không? Ờ. Đây đây chị con. Ok gì Hằng Nguyệt không? Để hãy coi có hãy like có hay không nha. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm lùm cho em. Hãy làm mấy chị con này 59 ngàn. Có túi nè, có túi hai bên nha. Hàng KBT Wear. KBT Wear hàng theo cho Hải luôn. Đây cái con này mấy chị ơi. Giờ mới bán cho mình. Nó bị đẩy. Đem ra phơi đó. Nó bị ẩn lắm đó. Thằng chị bơm trước chở cục hàng này xuống thấy trời mưa ẩn. Rồi lên liền che mà áo dùng che rồi mấy chị. Rồi lên liền che mà áo xả nốt mấy chị con này 99 ngàn.
lên liền cho em mã áo 99.000 dùng cho ai. Ở đây tặng kèm cho mình cái nơ này. Cái này có hình rồi, mấy chị kéo xuống lấy hình dùng cho em ha. Đây. Xả luôn mấy chị con này 99.000, có 2 3 4 con gì thôi. 3 4 con nha mấy chị nha, hàng mới luôn á. Hàng này nhiều bạn bán sốt còn chưa có luôn á. Hãy đã sale cho mình rồi. Hàng loại 1 nha, 2 lớp nè. 2 lớp nha mấy chị nha, tan Chanel dùng cho em. Xả mấy chị 99.000. Lên liền cho em mã áo nâu 99.000 dùng cho em. Nâu 99.000. Rồi thôi hãy đắp cho mấy chị nha, tao hãy lên cho mấy chị ha. 99.000 phải 79 mà. Kéo đó về lại thôi. Áo cho Trần Hồng Nhiên. Rồi thôi hãy tắt like nha, hẹn gặp mấy chị tối nha. Chị nào sắm đồ Tết mà hàng mới á thì tối nha mấy chị nha, hẹn gặp mấy chị tối nha, tắt like. Bye bye mấy chị. 8:30 nha mấy chị nha. Ok chị Trăng Trăng. Không, tối nay hãy like sớm đi mấy chị ơi, 8 giờ hãy like nha. Bữa nay hãy không nhập hàng nữa nên là tối giờ hãy like sớm.